Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 255. Cổ thần lắc đầu, không có hơi thở mạnh mẽ chưa biết nào cả. Nghe vậy, Sách Thần nhăn mày, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, chỉ một mình hắn. Cổ thần đột nhiên nói, quản hắn làm cái gì? Cho Tang Thần thêm một chút thời gian, nếu nàng ta không thể giết hắn, chúng ta sẽ ra tay. Sách Thần sau khi trầm lặng một lúc, gật đầu. Lúc này, Nguyệt Thần đột nhiên hỏi, Thượng Cổ Thần đâu? Động tính to như thế, ông ta không thể không biết. Còn cả Mục Thần. Nghe vậy, ba người Sách Thần đều nhíu mày. Đến hiện tại, hai vị kia đều chưa xuất hiện, có chút không bình thường. Bên kia, một người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Người này, chính là Thượng Cổ Thần. Sau khi Diệp Huyên và Tang Thần đại chiến không bao lâu, ông ta đã đến nơi này, mà khi nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta đã hoàn toàn sững sờ. Mẹ nó! Vậy mà là hắn! Đối với Diệp Huyên, ông ta đương nhiên biết, bởi vì lúc trước cô gái kiếm tu thần bí còn đặc biệt giới thiệu với ông ta. Lúc ấy nếu ông ta không sợ sớm, sợ là đã bị xử lý rồi. Người này sao lại đến đây? Thượng Cổ Thần hoàn toàn ngơ người. Hơn nữa, người này còn đánh nhau với Tang Thần. Thượng Cổ Thần giờ phút này cũng không hiểu ra sao, đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là hoảng sợ. Thực lực khủng bố của cô gái kiếm tu lúc trước, ông ta không hề quên, một kiếm kia, thiếu chút nữa đã khiến ông ta về trời. Đúng lúc này, ba người Nguyệt Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thượng Cổ Thần cách đó không xa, nhìn thấy ba người, Thượng Cổ Thần lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Sách Thần cười nói, Thượng Cổ Thần, ta biết ngay ông đã đến đây. Thượng Cổ Thần khẽ gật đầu, không đáp lời, thoạt nhìn rất nhiều tâm sự. Sách Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Tang Thần ở xa xa, sau đó nói, người này là người của đạo môn. Thượng Cổ Thần vẻ mặt bình tĩnh, vẫn không nói lời nào. Sách Thần nhìn thoáng qua Thượng Cổ Thần, đạo môn đã ngóc đầu trở lại, người thấy thế nào? Thượng Cổ Thần còn chưa nói. Cổ thần ở một bên đột nhiên nói bằng giọng lạnh lùng, còn thấy thế nào? Chẳng lẽ nhường thiên bộ giới, tặng nguyên địa cho hắn? Sắc mặt Sách Thần trầm xuống, ông ta thật sự không muốn nói chuyện với tên ngu xuẩn này. Cổ thần đột nhiên nói, Tang Thần này cũng là vô dụng, ngay cả một con người cũng không giải quyết xong. Nguyệt Thần cau mày, việc này không liên quan đến Tang Thần, kiếm và huyết mạch chi lực của kiếm tu loài người này rất đặc biệt là thanh kiếm trong tay hắn. Đó là một thanh thần kiếm, cổ thần ngươi cũng không thể ngăn được. Cổ thần cười lạnh một tiếng, không nói gì. Thượng Cổ Thần nhìn Diệp Huyên ở xa xa, trong mắt ngoài sự nghi hoặc, còn có lo lắng, đương nhiên là sợ Diệp Huyên gặp chuyện không may. Hiện tại Diệp Huyên và Tang Thần đã chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, thắng bại đều trong nháy mắt. Nếu Tang Thần thắng, Diệp Huyên khẳng định là nguy hiểm, nếu Diệp Huyên nguy hiểm, vậy mọi chuyện liền to rồi. Nghĩ vậy, Thượng Cổ Thần nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn ngập sự đề phòng. Lúc này, Cổ Thần đột nhiên nói, Thượng Cổ Thần, ngươi không cần nhìn nữa. Vừa rồi ta đã dùng thần nhãn nhìn qua rồi, trong cả thiên bộ giới, không có hơi thở mạnh mẽ chưa bia nào cả. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, cho dù chủ nhân bút đại đạo xuất hiện thì sao? Sáu người chúng ta liên thủ, thiên hạ vô địch, không vấn đề gì chứ? Thượng Cổ Thần im lặng. Trong đầu ông ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó là đầu hàng như thế nào mới khiến bản thân có mặt mũi một chút. Ầm vang. Xa xa trong thời không ám giới, theo tiếng nổ khủng bố vang lên, Diệp Huyên và Tang Thần liên tục lùi mạnh về sau, dọc đoạn đường hai người lùi lại trực tiếp bị nghiền nát từng tầng một, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, cả linh hồn tản ra ngọn lửa máu quỷ dị. Từng lực lượng khủng bố không ngừng chấn động mà ra. Huyết mạch chi lực. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, huyết mạch chi lực của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên, không thể không nói, thật sự biến thái. Mà cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với Tang Thần. Nhưng giờ phút này, hắn cũng có chút khó có thể chống đỡ nổi rồi. Hòa làm một thể với kiếm Thanh Huyên, điều này làm cho thực lực của hắn có thể gia tăng rất nhiều. Nhưng là, hắn không thể duy trì loại trạng thái này được lâu. Mà hiện tại, hắn đã đạt đến giới hạn. Khi Diệp Huyên dừng lại, kiếm Thanh Huyên nhất thời tách khỏi hắn,
giờ phút này kiếm Thanh Huyền cũng giống như máu, lộ ra tà khí khát máu. Xa xa, Tang Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền ở xa xa, lúc này, thân thể nàng cũng đã gần như vỡ vụn, nàng ta bị thương không ít so với Diệp Huyền. Mặt nàng ta vô cùng khó coi, nàng ta thật không ngờ Diệp Huyền thế nhưng có thể ép nàng ta đến mức độ này. Nhưng cũng may, hết thảy đều sắp kết thúc rồi. Tang Thần chậm rãi đi về phía Diệp Huyền, nàng ta nắm chặt tay phải, một luồng lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay của nàng ta, ngay khi nàng ta chuẩn bị cho Diệp Huyền một kích cuối cùng, xa xa Diệp Huyền đột nhiên từ từ đứng lên, nhìn thấy một màn này, đồng tử mắt của Tang Thần chợt co rụt lại, dứt khoát ra tay. Ầm, một lực lượng khủng bố thổi quét ra từ trong lòng bàn tay nàng ta. Mà xa xa, Diệp Huyền cũng đột nhiên xuất kiếm vào lúc này. Kiếm kỹ vãng sinh, một kiếm này ra, trước ánh mắt của mọi người, luồng lực lượng Tang Thần phóng ra lập tức bị tan biến, cùng lúc đó, kiếm quang kia chém thẳng lên người Tang Thần. Ầm, cả người Tang Thần bị đánh bay xa mấy vạn trượng, mà khi nàng ta dừng lại, thân thể đã hóa thành hư vô, chỉ còn linh hồn, hơn nữa, linh hồn còn đang dần tan biến với một tốc độ vô cùng khủng bố. Tang Thần nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng ta giống giận, mở lòng bàn tay ra, rất nhanh, vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ về nàng ta, cùng lúc đó, từng phù văn thần bí quỷ dị vờn quanh người nàng ta, dần dần, linh hồn nàng ta dần ngưng tụ thành thật. Thấy thế, Tang Thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt vừa rồi, linh hồn của nàng ta thiếu chút nữa đã vĩnh viễn biến mất. Tang Thần ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền ở xa xa, trong mắt xuất hiện nỗi sợ sâu sắc, kiếm kỹ của kiếm tu trước mắt, cái sau quỷ dị hơn cái trước. Dường như nghĩ đến điều gì, Tang Thần quay đầu, các ngươi còn không ra tay. Nàng ta đương nhiên cảm nhận thấy những cổ thần khác đều đã đến. Lúc trước không lên tiếng, là bởi vì nàng ta cho rằng nàng ta có thể giải quyết Diệp Huyền, nhưng hiện tại không được. Cái gì mà mặt mũi không mặt mũi, đó đều là lời tào lao, còn sống mới là quan trọng nhất. Nghe thấy lời Tang Thần, cổ thần kia nhất thời phá lên cười, ngay sau đó, ông ta xuất hiện ở trước mặt Tang Thần, ông ta nhìn thoáng qua Tang Thần, người có hơi tệ. Tang Thần mặt không chút biểu cảm nhìn thoáng qua cổ thần, sau đó lùi sang một bên. Lúc này là thời điểm nàng ta suy yếu nhất, sẽ không tranh cãi nữa. Tang Thần rất thức thời lặng lẽ lùi sang một bên, sau đó bắt đầu chữa thương. Những chuyện tiếp theo không liên quan gì đến nàng ta nữa. Việc cấp bách bây giờ của nàng ta là nhanh chóng chữa thương, để tránh bị người ta dậu đổ bìm leo. Cổ thần nhìn thoáng qua Tang Thần, sau đó cười lạnh một tiếng, ông ta cũng không dậu đổ bìm leo vào lúc này, phải giải quyết tên kiếm tu trước mắt trước mới được. Cổ thần nhìn về phía Diệp Huyền ở xa xa. Giờ phút này linh hồn Diệp Huyền lộ ra ngọn lửa máu, mặc dù tình hình không phải tốt lắm, nhưng hơi thở lại càng ngày càng mạnh. Cổ thần nhìn thấy Diệp Huyền, ngươi là người chủ nhân bút đại đạo phái đến. Diệp Huyền không nhiều lời, hắn đột nhiên hướng về phía trước, chém mạnh một kiếm. Cổ thần nở nụ cười khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, ông ta đột nhiên bước lên trước một bước, sau đó đánh một quyền ra. Ầm vang. Một mảnh kiếm quang vỡ tan, cả người Diệp Huyền lập tức bay ra ngoài, trong nháy mắt hắn bay ra ngoài kia, vô số thời không ám giới vỡ tan. Trong mắt cổ thần ánh lên tia giận dữ, chuẩn bị ra tay tiếp, mà lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cổ thần. Người đến chính là ám giới chủ. Cổ thần nhìn thấy ám giới chủ, chân mày cau lại, người muốn nhúng tay vào. Ám giới chủ mặt không chút biểu cảm, phải. Cổ thần gằn giọng nói, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, ông ta đột nhiên hướng lên một bước này, nơi đây thế nhưng xuất hiện hơn 10 vạn tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, trong mắt ám giới chủ hiện lên vẻ dữ tợn, ông ta vung lên tay phải, trong phút chốc, lực lượng thời không ám giới vô cùng vô tận đổ dồn về ông ta giống như thủy triều. Ngay sau đó, ông ta biến mất tại chỗ. Ầm vang ù ù. Trong nháy mắt, cả thiên bộ giới đất rung núi chuyển. Hai người đều bị vây trong thời không ám giới, mà không phải ở thời không hiện có của thiên bộ giới, bằng không, cả thiên bộ giới sợ là đều đã bị phá hủy rồi. Trong bóng tối, Sách Thần nhìn ám giới chủ ở xa xa, vì sao ám giới chủ này lại ra tay trợ giúp kiếm tu kia?
Nguyệt thần trầm giọng nói, không biết. Sách thần cau mày. Trực giác nói cho ông ta sự việc không đơn giản như vậy. Có điểm kỳ lạ. Ông ta cũng không chú ý đến thượng cổ thần ở một bên, giờ phút này thượng cổ thần thỉnh thoảng sẽ nhìn ông ta và Nguyệt thần một cái, ánh mắt kia. Xa xa, Diệp Huyên nằm ở trong thời không ám giới, không thể không nói, hắn hiện giờ đã thật sự kiệt sức. Chiến đấu một trận với Tang thần, hắn thật sự đã dùng hết toàn lực. Cũng may có tâm pháp vũ trụ đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, bằng không, hắn căn bản không thể chống đỡ đến hiện tại. Diệp Huyên không quan tâm huyết mạch phong ma của mình, giờ phút này huyết mạch phong ma đã hoàn toàn tiến vào trạng thái điên dại, một khi huyết mạch này phóng thích hoàn toàn, cho dù là hắn cũng không thể khống chế được. Cảm giác hiện tại của hắn rất quỷ dị, hắn rất mỏi mệt, nhưng, hắn lại cảm giác bản thân giống như có được lực lượng vô cùng vô tận. Điều này có chút không bình thường. Nhưng nói tóm lại, đó là hắn vẫn còn có thể đánh. Diệp Huyên từ từ đứng lên, hắn nhìn về phía xa xa, để ta. Để ta. Ám giới chủ đang đánh nhau với cổ thần nghe thấy vậy, vội vàng nhanh chóng lùi về sau, kéo dài khoảng cách với cổ thần, gã nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Thiếu, cậu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, để ta. Ám giới chủ hơi do dự. Sau đó nói, có cần đổi hôm khác đánh không? Diệp Huyên gật đầu, được. Được. Ám giới chủ biểu cảm cứng đờ, gã vốn chỉ tính hỏi thử một chút, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiếu lại vội mượn gió bẻ măng. Đổi hôm khác đánh. Một bên, cổ thần đột nhiên cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói đổi hôm khác liền đổi hôm khác sao? Nói xong, ông ta từ từ nắm chặt tay phải. Lực lượng mạnh mẽ lập tức tràn ra từ trong tay ông ta, đúng lúc này, thượng cổ thần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cổ thần, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, để ta. Cổ thần ngây người, sau đó cười nói, cùng nhau đánh. Thượng cổ thần gật đầu, được. Nói xong, ông ta đột nhiên đánh mạnh một quyền, mà một quyền này nhằm vào không phải Diệp Huyên, mà là cổ thần không hề phòng bị ở bên cạnh ông ta. Ầm ầm. Cổ thần không hề phòng bị. Trực tiếp hứng chọn một quyền này, trong nháy mắt, ông ta bay xa hàng vạn trượng, mà khi ông ta dừng lại, thân thể thần vỡ tan, chỉ còn linh hồn. Biến cố bất ngờ xảy ra làm cho mọi người ở đây đều sửng sốt. Sách thần nhìn chằm chằm thượng cổ thần ở xa xa, trong mắt ông ta lộ vẻ khó có thể tin, lúc trước ông ta đã cảm thấy sự việc có điểm kỳ lạ, nhưng ông ta thế nào cũng không thể ngờ thượng cổ thần lại trợ giúp kiếm tu. Chẳng lẽ thượng cổ thần đã nương nhờ chủ nhân bút đại đạo? Người ngơ ngác nhất vẫn là cổ thần, ông ta trực tiếp bị một quyền của thượng cổ thần làm cho ngơ người. Sao lại thế này? Cổ thần nhìn chằm chằm thượng cổ thần, ngươi. Ông ta còn chưa có nói xong, thượng cổ thần đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Huyên, tiếp theo, ông ta trực tiếp mang theo Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Chạy rồi. Ám giới chủ chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía sách thần trong bóng tối, ngươi chặn phía sau. Nói xong, gã xoay người biến mất. Chặn phía sau. Nguyệt thần nghe những lời của ám giới chủ, lập tức cách xa sách thần, nàng ta nhìn chằm chằm sách thần, trong mắt tràn đầy sự đề phòng. Sách thần trầm giọng nói, gã ta đang châm ngòi ly gián. Nguyệt thần không nói gì, nhưng trong mắt lại không hề che giấu sự đề phòng. Sách thần trầm giọng nói, nếu ta cùng một phe với bọn chúng, vừa nãy đã ra tay rồi. Cần chờ tới bây giờ. Nguyệt thần cau mày, một lát sau, nàng ta trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Sách thần lắc đầu, ta không biết. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn phía cuối chân trời, nhưng có thể xác định là, thượng cổ thần quen biết người này. Quen biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nguyệt thần trầm giọng nói, ý của ngươi là ông ta đã đầu quân vào đạo môn. Nhưng không có lý do. Sách thần khẽ lắc đầu, không biết. Giờ phút này ông ta rất nhiều nghi hoặc, vì sao thượng cổ thần lại đột nhiên giúp kiếm tu kia. Đúng lúc này, cổ thần ở một bên đột nhiên giống giận, thượng cổ thần đã phản bội chúng ta, xử lý ông ta. Phải xử lý ông ta. Sách thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, liên lạc với mục thần. Nguyệt thần trầm giọng nói, mục thần sẽ không. Sách thần lắc đầu, sẽ không. Nếu ông ta cũng hướng về phía đạo môn, thì
thì vừa rồi đã cùng với thượng cổ thần đánh lén chúng ta rồi. Mà thượng cổ thần lập tức chạy trốn, rất hiển nhiên, ông ta không có nắm chắc có thể đối phó chúng ta. Nguyệt thần khẽ gật đầu, ta đi tìm mục thần. Nói xong, nàng ta biến mất tại chỗ. Sách thần nhìn thấy phía chân trời, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Rốt cuộc là nguyên gì mới khiến cho thượng cổ thần làm phản? Bên kia, Tang thần đang chữa thương sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này nàng ta mới phát hiện, sự việc không hề đơn giản như nàng ta nghĩ. Thượng cổ thần thế mà lại làm phản. Quỷ dị. Nơi nào đó trong đại điện, Diệp Huyên nằm trên mặt đất, toàn thân linh hồn vẫn tản ra ngọn lửa máu mạnh mẽ như trước, giờ phút này cho dù là hắn cũng khó mà trấn áp huyết mạch chi lực của mình. Huyết mạch chi lực này là phóng xuất thì dễ, trấn áp trở về khó như lên trời. Ở cách đó không xa là thượng cổ thần, giờ phút này thượng cổ thần cẩn thận từng ly từng tí, một chút ngạo khí của thần cũng không có. Lúc này, Diệp Huyên từ từ mở hai mắt, hắn nhìn về phía thượng cổ thần, ông ta vội vàng nói, Diệp thiếu, vẫn tốt chứ? Diệp Huyên khẽ gật đầu, vẫn tốt, thượng cổ thần lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi, lệnh muội ở nơi nào? Ta hộ tống cậu đi gặp nàng. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ngươi hỏi người muội muội nào? Thượng cổ thần. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, vẻ mặt thượng cổ thần bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Muội muội nào à? Thì ra, ngươi không chỉ có một muội muội. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, nơi này là. Thượng cổ thần vội nói, là thượng cổ giới, địa bàn của ta. Diệp Huyên khẽ nói, có lẽ bọn họ sắp tới rồi. Thượng cổ thần gật đầu, đúng vậy. Vì vậy, ta nhất định phải mau chóng đưa Diệp công tử đến bên cạnh lệnh muội. Diệp Huyên nhìn thượng cổ thần, khẽ cười, không vội. Thượng cổ thần muốn nói lại thôi. Không vội. Nhưng ông ta thì rất vội. Phải biết rằng, vừa nãy để cứu Diệp Huyên mà ông ta đã đánh lén cổ thần, không cần nghi ngờ, lập tức đã có 5 vị thần vây đánh ông ta. Diệp Huyên bỗng nói, ta chỉ thương trước. Nói rồi, hắn lập tức bước vào tháp nhỏ. Thượng cổ đứng tại chỗ, mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Ngay lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chân trời, sau đó, hắn bỗng chốc biến mất. Trên bầu trời, thượng cổ thần nhìn sách thần và nguyệt thần trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Sách thần nhìn chằm chằm thượng cổ thần, tại sao? Thượng cổ thần thấp giọng thở dài, sau đó nói, sách thần, lời của ta, ngươi tin không? Sách thần khẽ gật đầu, thượng cổ thần, thực sự ta không nghĩ ra lý do tại sao ngươi lại phản bội chúng ta thật sự rất nghi hoặc. Thượng cổ thần nhìn sách thần chằm chằm, chúng ta đấu không lại hắn. Sách thần khẽ nhíu mày, sau lưng hắn có chủ nhân bút đại đạo. Thượng cổ thần lắc đầu, không có. Sách thần không hiểu, vậy thì tại sao? Thượng cổ thần im lặng một lúc rồi nói, sau lưng hắn có một cao thủ tuyệt thế. Sách thần thấp giọng nói, mạnh cỡ nào? Thượng cổ thần nhìn sách thần, sau đó nói, trước kia nàng ta cách vô số tinh vực, sau đó suýt nữa đã giết chết được ta. Nghe vậy, ánh mắt sách thần bỗng thay đổi. Nguyệt thần cũng kinh ngạc. Thượng cổ thần lại nói, các ngươi nhìn thấy kiếm và huyết mạch chi lực của hắn, các ngươi có nghĩ hắn là người bình thường sao? Hai thần im lặng. Thượng cổ thần nói tiếp, sáu người chúng ta hiện tại liên thủ thì có thể trấn áp được hắn, nhưng, một khi người sau lưng hắn phát hiện, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Tin ta, sáu người chúng ta liên thủ cũng không đánh được vị kiếm tư kia. Sách thần và nguyệt thần im lặng. Thượng cổ thần nói tiếp, các người nghĩ lại mà xem, ngay cả ám giới chủ cũng gọi hắn là Diệp Thiếu, hai vị, người này không đơn giản. Chúng ta đấu không lại hắn. Sách thần trầm giọng nói. Hắn là đạo môn, còn chúng ta và đạo môn. Thượng cổ thần nhíu mày, hắn có nói muốn báo thù đạo môn không? Hai người đều ngây người. Thượng cổ thần nói tiếp, ta đã điều tra, hắn đến nơi này, chỉ đơn thuần là để thành lập thư viện, chứ không phải báo thù chúng ta. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, cho dù hắn đến để báo thù chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, chúng ta chỉ có thể chạy trốn, hoặc đầu hàng. Sách thần nhíu mày, cô gái kiếm tu kia thực sự mạnh đến vậy sao? Thượng cổ thần gật đầu, lần đó, nàng ta ép buộc phá vỡ vách ngăn vũ trụ, ta không nhìn thấy bản thân nàng ta,
nhưng, kiếm của nàng ta có thể giết ta, đối mặt với kiếm kia ta không còn gì để mất. Nói rồi, ông ta lắc đầu thở dài, nhớ đến một kiếm kia, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Sách thần và Nguyệt thần đưa mắt nhìn nhau, hai người biết, thượng cổ thần không nói dối. Thượng cổ thần nhìn hai người, hiện tại, các ngươi có thể đưa ra lựa chọn rồi. Nếu các ngươi còn muốn giết Diệp công tử, ta sẽ cố sức ngăn cản, nhưng tin ta đi, một khi ép người sau lưng hắn xuất hiện, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Sách thần thấp giọng nói, vậy ngươi nói xem bây giờ làm thế nào? Thượng cổ thần nói, Tang thần và cổ thần là có thù với hắn, mà ba người chúng ta thì không có thù với hắn, các ngươi hiểu ý ta không? Sách thần và Nguyệt thần im lặng. Đây là muốn bọn họ cũng phản bọn theo đây mà. Thượng cổ thần bỗng nói tiếp, thiếu mất hai vị thần, đối với chúng ta có gì xấu không? Sách thần nhìn Nguyệt thần, thực lực cô gái kiếm tu kia vượt xa chúng ta. Thượng cổ thần bình tĩnh nói, nếu ngươi không tin, ta cũng không còn cách nào. Dù sao, hiện tại ta đã quyết định đi theo hắn rồi. Hơn nữa, tin ta đi, hắn sẽ không ở nơi này quá lâu. Sách thần bỗng nói, ta có một kế hoạch. Nguyệt thần và thượng cổ thần nhìn sách thần, vẻ mặt sách thần bình tĩnh nói, có thể có chút tổn thất. Hai vị thần. Lúc này, Diệp Huyên vẫn đang trị thương. Mục đích hàng đầu là khôi phục thân xác, thật ra, thân xác hắn có thể nói là không phải bị đánh vỡ, mà sức mạnh bản thân quá mạnh, nên thân xác không thể chịu đựng nổi. Khi hắn lựa chọn dung hợp với kiếm Thanh Huyên, vô địch là kiếm Thanh Huyên, chứ không phải thân xác hắn, mà thân xác bản thể hắn lúc này cũng không chịu đựng nổi sức mạnh của kiếm Thanh Huyên, còn phải kích hoạt hoàn toàn huyết mạch phong ma. Trải qua trận chiến này, hắn phát hiện ra ưu điểm của bản thân, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm, dung hợp với kiếm Thanh Huyên, có ưu điểm, nhưng cũng có điểm rất xấu. Phải nghĩ cách cải thiện. Không lâu sau, dưới sự trợ giúp của tâm pháp vũ trụ, thân xác hắn đã khôi phục hoàn toàn. Huyết mạch phong ma trong thân thể hắn thì vẫn sôi sục như cũ. Hắn không khống chế được. Huyết mạch phong ma này càng lúc càng kinh khủng. Hơn nữa, cũng giống hệt như tháp nhỏ, có tính cách chống đối. Hiện tại hắn cũng lười phải lo nghĩ đến huyết mạch phong ma này, bùng cháy thì cứ bùng cháy đi. Dù sao, nó cũng không thể làm hắn chết được. Bây giờ hắn phải lợi dụng chút thời gian này nâng cao thực lực bản thân. Bên ngoài vẫn còn mấy vị cổ thần đang đợi mình, thượng cổ thần chắc chắn không thể chống đỡ được thêm nữa. Hôm nay, cổ thần trực tiếp lao vào thượng cổ thần điện. Bên cạnh ông ta, còn có sách thần và nguyệt thần. Cổ thần tức giận nhìn thượng cổ thần bên dưới, đồ hỗn xược, ngươi lại dám phản bội. Đối với chuyện thượng cổ thần đánh lén ông ta lúc trước, ông ta càng nghĩ càng thấy giận. Thượng cổ thần bình tĩnh nói, ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, cổ thần lập tức nổi giận, đương nhiên là tiêu diệt ngươi. Nói rồi, ông ta muốn ra tay thì lúc này, sách thần ở bên cạnh bỗng nói, để ta. Cổ thần ngây người, sau đó gật đầu, được. Lúc này, sách thần vươn tay đánh ra một quyền dùng hết sức lực. Thế nhưng, mục tiêu của quyền này không phải là thượng cổ thần, mà là cổ thần, bất ngờ không kịp đề phòng, cổ thần lập tức bị một quyền này đánh bay đến mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, thần thể vốn vừa mới khôi phục bỗng chốc đã vỡ vụn. Mà khi linh hồn ông ta vừa xuất hiện, một luồng ánh sáng màu trắng bỗng xuyên qua giữa trán ông ta. Cổ thần lập tức bị ghim tại chỗ. Cổ thần khó tin nhìn sách thần và nguyệt thần trước mắt, các ngươi. Sách thần lắc đầu, đi bình an. Nói xong, ông ta vung tay. Thần hồn cổ thần lập tức bị tiêu diệt. Đến khi chết, cổ thần cũng không hiểu được tại sao sách thần và nguyệt thần cũng phản bội. Lúc này, nguyệt thần bỗng nói, còn tang thần kia nữa. Tang thần. Trong sân, ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức biến mất. Tại tang giới. Tang thần đang dưỡng thương bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó, nàng ta xuất hiện ở bên ngoài điện, mà lúc này, ba vị thần thượng cổ thần đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Tang thần nhìn ba vị thần, nhíu mày, các ngươi. Như nghĩ đến gì đó, ánh mắt nàng ta thay đổi, cổ thần đâu. Sách thần không nói rông dài, lập tức biến mất. Vẻ mặt tang thần thay đổi, nàng ta siết chặt tay phải, thoáng chốc,
vô số thời không chi lực đã ngưng tụ trong tay nàng ta, sau đó, nàng ta đánh mạnh một quyền. Rầm rầm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, hai người đều lùi mạnh, khi hai người cùng lùi lại, Thượng Cổ Thần và Nguyệt Thần ở bên cạnh cũng biến mất. Nhận thấy vậy, ánh mắt Tang Thần thay đổi, đương nhiên nàng ta không thể cùng lúc ngăn chặn được ba vị thần. Mà ngay thời khắc mấu chốt, một bóng người bỗng lóe lên trong sân. Ầm ầm. Thượng Cổ Thần và Nguyệt Thần lập tức bị đẩy lùi, ngay sau đó, bóng người kia mang theo Tang Thần biến mất trong sân. Ở bên cạnh, Sách Thần nhíu mày, là hắn. Thượng Cổ Thần trầm giọng nói, Mục Thần. Mục Thần là một trong sáu vị thần, hơn nữa, còn là người mạnh nhất trong sáu vị thần, ba vị thần không ngờ Mục Thần lại bỗng nhiên xuất hiện cứu Tang Thần. Thượng Cổ Thần bỗng nói, không cần quan tâm đến bọn họ. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Sách Thần và Nguyệt Thần cũng đi theo. Ở bên kia, Tang Thần nhìn người đàn ông trung niên gần đó, tại sao bọn họ lại nghiêng về bên kiếm tu kia? Người đàn ông trung niên kia chính là Mục Thần. Vẻ mặt Mục Thần bình tĩnh, thiếu niên kia không đơn giản. Nghe vậy, Tang Thần nhíu mày. Mục Thần nhìn Tang Thần, người nghĩ hắn đơn giản sao? Tang Thần im lặng. Mục Thần lại nói, rời khỏi thiên bộ giới, vĩnh viễn đừng quay lại. Tang Thần nhíu chặt mày. Nàng ta giữ chức tại thiên bộ giới nhiều năm như vậy, cứ rời đi như vậy, đương nhiên nàng ta không cam tâm. Mục Thần thấp giọng thở dài, đến cổ vực tránh khỏi chuyện này đi. Sống mới là quan trọng nhất, không phải sao? Tang Thần thấp giọng nói, rốt cuộc hắn là ai? Mục Thần lắc đầu, cụ thể thì không biết, nhưng có thể chắc chắn là hắn và đạo môn có quan hệ, hơn nữa, còn có quan hệ với chủ nhân bút đại đạo. Tang Thần im lặng một lúc rồi nói, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Mục Thần ở chỗ cũ xoay thân nhìn phía xa, ánh mắt có chút lo lắng. Thiếu niên này đến đây, sau này thiên bộ giới này e rằng sắp thay đổi rồi. Tại Thượng Cổ Giới, Diệp Huyên rời khỏi tháp nhỏ, mà khi vừa rời khỏi tháp, hắn đã ngây người, bởi vì bên cạnh Thượng Cổ Thần có thêm hai vị thần nữa. Chính là Sách Thần và Nguyệt Thần kia. Nhìn hai vị thần, vẻ mặt Diệp Huyên nghi ngờ, các ngươi. Sách Thần khẽ cười, Diệp Thiếu, ta là Sách Thần, một trong sáu vị thần. Diệp Huyên nhìn Thượng Cổ Thần, không hiểu gì cả. Thượng Cổ Thần cười nói, Diệp Thiếu không biết, ba người chúng ta là một thuyền, đúng rồi. Cổ Thần lúc trước ra tay với Diệp Thiếu kia, đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Thần hồn cũng bị tiêu diệt, còn về Tang Thần, đáng tiếc, Mục Thần đã ra tay giúp đỡ, chúng ta không thể tiêu diệt được hoàn toàn. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Không vội sau này tự ta sẽ tìm nàng ta giải quyết. Thượng Cổ Thần cười nói, được. Lúc này, Nguyệt Thần ở bên cạnh bỗng nói, không biết sau này Diệp Thiếu có dự định gì. Nghe vậy, Thượng Cổ Thần và Sách Thần cũng vội nhìn Diệp Huyên, bọn họ cũng sợ Diệp Huyên thẳng tay thay thế bọn họ. Diệp Huyên khẽ cười, ta chỉ là muốn mở một thư viện ở đây. Thư viện. Nghe vậy, ba người lập tức thở dài một hơi. Chuyện này bọn họ có thể chấp nhận được. Diệp Huyên bỗng nói, các ngươi có hứng thú gia nhập thư viện ta không? Nếu ba vị thần gia nhập thư viện hắn, vậy thì thu nhập không thể quá tùy tiện. Nghe vậy, ba người lập tức im lặng. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, có lợi ích. Ba vị thần vẫn không nói gì. Diệp Huyên nhìn Thượng Cổ Thần lập tức đau bi. Bọn họ không ngốc. Gia nhập thư viện Quan Huyên. Vậy có khác gì thần phục? Lúc này Thượng Cổ Thần cũng có chút khó xử, bình tĩnh mà nói, đương nhiên ông ta không muốn gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên bỗng nói, các ngươi đã có thể tiếp xúc đến hư thời không, nhưng không biết các ngươi có từng tiếp xúc với trên hư thời không chưa? Nghe vậy, Sách Thần nhíu mày, thời không trên hư thời không? Diệp Huyên gật đầu, ta đưa các ngươi đến một nơi. Nói rồi, hắn trực tiếp đưa ba thần vào tháp nhỏ. Sau khi đi vào tháp nhỏ, sắc mặt ba vị thần bỗng chốc thay đổi. Sách Thần run giọng nói, thời không nơi này, thời gian nơi này. Diệp Huyên cười không nói gì. Ba vị thần đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thời khắc này, Tang Thần và Nguyệt Thần cuối cùng cũng tin lời của Thượng Cổ Thần,
thiếu niên trước mặt này thật sự không hề đơn giản, thực lực người sau lưng, chắc chắn rất khủng khiếp. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ba vị, thời không nơi này, ta có thể cho các ngươi mượn thăm dò, nhưng, ta cũng có điều kiện của ta chính là các ngươi gia nhập thư viện Quan Huyên. Ba vị thần đưa mắt nhìn nhau, lần này, ba vị thần cũng động lòng rồi. Đến được tầng cấp của bọn họ bây giờ, muốn nâng cao bản thân nữa, chắc chắn là chuyện rất khó. Mà thế giới thời không thần bí trước mắt này, khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng. Động lòng. Diệp Huyên cũng không vội, nhìn ba vị thần, đợi ba người họ đáp lời. Ba vị thần là thần của thiên bộ giới, nếu ba vị thần nguyện ý gia nhập thư viện Quan Huyên, vậy có nghĩa gì? Có nghĩa thiên bộ giới nhất thống. Mà tín ngưỡng chi lực của hắn chắc chắn có thể tăng lên đến một trình độ kinh khủng chỉ trong chớp mắt. Ngay lúc này, thượng cổ thần bỗng nói, ta nguyện ý gia nhập thư viện Quan Huyên. Nguyệt thần và sách thần nhìn nhau, sau đó hai người cũng khẽ gật đầu, chúng ta nguyện ý gia nhập thư viện Quan Huyên. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng. Sau khi rời khỏi tháp nhỏ, Diệp Huyên trực tiếp tổ chức một nghi lễ long trọng, nghi thức nhập học. Ba vị cổ thần nguyện ý gia nhập thư viện Quan Huyên, đương nhiên phải làm lớn một chút. Mà sau khi ba vị thần gia nhập thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên đã phong chức vị đạo sư danh dự cho họ. Có được ba vị thần gia nhập, danh tiếng thư viện Quan Huyên thoáng chốc lan truyền khắp cả thiên bộ giới như bão quét. Vì thế, có vô số người vội đến thư viện Quan Huyên. Trước cửa đại điện thư viện, Diệp Huyên nhìn thư viện đầy người trước mặt, vẻ mặt hắn đầy vẻ tươi cười thỏa mãn. Hiệu ứng người nổi tiếng. Mấy đại thần ở thiên bộ giới này, đều sở hữu uy danh rất cao, mà ngay cả đại cổ thần cũng đã gia nhập thư viện Quan Huyên, thoáng chốc, thư viện Quan Huyên ở thiên bộ giới cũng được dính chút vẻ thần bí. Lúc này, Tiểu Dung bỗng đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau đó khẽ cười, sao ngươi làm được vậy? Diệp Huyên nhìn Tiểu Dung, cái gì? Tiểu Dung nói, khiến ba vị đại cổ thần gia nhập thư viện chúng ta. Diệp Huyên cười nói, nhân cách quyến rũ. Nhân cách quyến rũ. Tiểu Dung chớp mắt, ta tin rồi. Diệp Huyên cười ha ha. Tiểu Dung nghiêm mặt nói, tiếp theo ngươi định thế nào? Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, trước tiên điều hành thư viện cho tốt. Thiên bộ giới này rất lớn, hiện tại ba vị đại thần đã gia nhập thư viện Quan Huyên, có nghĩa tương lai sẽ càng có nhiều người đến gia nhập thư viện Quan Huyên hơn, mục tiêu của hắn rất đơn giản. Khiến thư viện Quan Huyên trở thành thế lực lớn nhất thiên bộ giới. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng hỏi, vị cổ thần cai của cổ thần giới đã sụp đổ, hiện tại cổ thần giới như rắn mất đầu. Nói rồi, hắn nhìn Tiểu Dung, gia tộc ngươi đi tiếp quản đi. Tiểu Dung sững sờ. Diệp Huyên cười nói, thế nào, chưa nghe rõ sao? Tiểu Dung thấp giọng nói, gia tộc ta tiếp quản cổ thần giới. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi chắc chắn. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Hắn không quan tâm đến địa bàn gì, hắn quan tâm là cả thiên bộ giới. Tiểu Dung bỗng cười nói, vậy ta không khách sáo đâu. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn phía xa, còn nữa, mời một vài cao thủ đến học viện làm đạo sư, đương nhiên, người đến phải nghe lời, tôn trọng quy tắc thư viện. Tiểu Dung cười nói, chắc chắn. Diệp Huyên khẽ cười, ta đi xử lý vài chuyện riêng. Nói xong, hắn quay người biến mất nơi xa. Tiểu Dung quay đầu nhìn biển người phía xa, khẽ nhếch miệng. Lời to rồi. Diệp Huyên trực tiếp đến Tổng bộ Thương hội thiên bảo giới, không thể không nói, nơi này rất xa hoa, dù sao cũng là tổng bộ của Thương hội thiên bảo. Diệp Huyên đi thẳng đến Tổng điện Thương hội thiên bảo, trên đường không ai ngăn cản hắn. Rất nhanh chóng, Diệp Huyên đã đến một gian đại điện, trong đại điện chỉ có một người. A Bảo. Hội trưởng Thương hội Thiên Bảo. Diệp Huyên nhìn thấy A Bảo, sau đó ngồi xuống bên cạnh, A Bảo cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. A Bảo nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, đúng vậy. Chuyện Diệp Huyên đánh với Tang Thần một trận ở Tang Giới, đương nhiên nàng ta đã biết, Tang Thần hiện tại không biết tung tích. Mà ba đại thần còn lại thì đã gia nhập thư viện Quan Huyên. Có nghĩa gì? Có nghĩa Thương hội Thiên Bảo ở trước mặt vị Diệp công tử này ngay cả con đường phản kháng cũng không có.
Mặc dù thực lực Thương Hội Thiên Bảo cũng không yếu, cũng có thể so với cao thủ như cổ thần, nhưng, cũng vô dụng. Chịu rồi. Diệp Huyên bỗng nói, A Bảo cô nương, người có thể tự mình lựa chọn. A Bảo im lặng một lúc rồi nói, Thương Hội Thiên Bảo nguyện ý gia nhập Thư Viện Quan Huyên. Diệp Huyên nhìn A Bảo, không nói gì. A Bảo cười khổ, Diệp công tử, người cứ nói thẳng đi. Dù sao Thương Hội A Bảo ta hiện tại cũng không có năng lực phản kháng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Thương Hội Thiên Bảo gia nhập Thư Viện Quan Huyên, mà Thương Hội Thiên Bảo có thể duy trì mô hình kinh doanh hiện có của mình, thế nhưng, Thương Hội nhất định phải do Thư Viện. Nói rồi, hắn nhìn A Bảo, thành lập một nhóm trưởng lão trong Thương Hội, cũng không nhiều, chỉ ba người, A Bảo cô nương, người vẫn là hội trưởng, nhưng, quyết định quan trọng của Thương Hội, thì phải nghe theo nhóm trưởng lão. A Bảo im lặng, như vậy đồng nghĩa với việc lấy mất quyền lợi của nàng ta. Diệp Huyên nhìn A Bảo chằm chằm, có vấn đề gì không? A Bảo cười khổ, ta có thể có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, ngươi có thể đề nghị, nhưng ta không cam đoan sẽ nghe theo. A Bảo khẽ gật đầu, không vấn đề. Diệp Huyên nhìn A Bảo cô nương, trước khi đến, ta vốn muốn giết ngươi, sau đó tiếp quản toàn bộ Thương Hội Thiên Bảo. Nhưng cuối cùng ta vẫn không lựa chọn làm như vậy, ngươi biết tại sao không? A Bảo thấp giọng nói, Diệp công tử nhân từ. Diệp Huyên cười nói, không phải, là vì hiện tại ta cần nhân tài. A Bảo cô nương có thể đưa chuyện kinh doanh của Thương Hội Thiên Bảo đến trình độ này, chắc chắn là một nhân tài, mà A Bảo cô nương cũng là một người thông minh. Nếu đã là người thông minh, vậy ta hy vọng A Bảo cô nương vẫn cứ thông minh như vậy, đừng làm chuyện gì ngu xuẩn. Ngươi hiểu ý ta chứ? A Bảo khẽ gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên gật đầu, qua một thời gian, người của ta sẽ đến Thương Hội Thiên Bảo. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. A Bảo ở chỗ cũ im lặng một lúc lâu rồi thấp giọng thở dài. Đành chịu. Thương Hội Thiên Bảo tích lũy nhiều năm như vậy, mà hiện tại lại sắp trở thành đồ cưới của người khác rồi. Nhưng cũng hết cách, có thể sống tiếp đã tốt lắm rồi. Sau khi giải quyết chuyện Thương Hội Thiên Bảo, Diệp Huyên quay về Thư Viện Quan Huyên, không thể không nói, lúc này hắn rất vui mừng, bởi vì có được Thương Hội Thiên Bảo, có nghĩa Thư Viện Quan Huyên của Thiên Bộ Giới sau này đã có tài chính để duy trì. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Thương Hội Thiên Bảo tại Thiên Bộ Giới này rất lớn, đối với Thư Viện Quan Huyên sẽ giúp ích được rất nhiều. Thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên đều giúp Tiểu Dung xử lý chuyện của Thư Viện Quan Huyên, hiện tại Thư Viện vừa mới thành lập. Cộng thêm không ngừng có người đến xin gia nhập Thư Viện Quan Huyên, vì vậy, hiện tại chuyện vặt trong Thư Viện Quan Huyên nhiều không xuể, mà chỉ dựa vào một mình Tiểu Dung thì không thể xử lý nhiều chuyện như vậy được. Lúc này, sau lưng Diệp Huyên bỗng xuất hiện một người áo đen. Người đến, chính là Ám Quân. Diệp Huyên nhìn Ám Quân, khẽ cười, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ám Quân khẽ thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyên nói, hiện tại Thiên Bảo Giới này đã thuộc về ta rồi. Ám Quân bỗng ngây người, sau đó vội nịnh nọt, Diệp thiếu lợi hại. Diệp Huyên cười ha ha, người bất nịnh nọt đi, ta không lọt hố này đâu. Ám Quân im lặng, ta tin ngươi cái rắm. Diệp Huyên bỗng nói, ta cần một vài người. Ám Quân khẽ thi lễ, lần này đến, ta đưa đến một vài nhân tài Thư Viện Quan Huyên, cũng chừng trăm người, bọn họ có thể vào Thư Viện ngay lập tức. Diệp Huyên nhìn Ám Quân, khẽ gật đầu, tốt lắm. Không thể không nói, Ám Quân này làm việc rất đáng tin. Diệp Huyên lại nói tiếp, còn nữa, để Thiên Bảo các lập tức thành lập truyền tống trận ở nơi này, thông với Thư Viện Quan Huyên. Ám Quân gật đầu, ta sẽ báo cho ứng thanh cô nương ở Thiên Bảo các. Diệp Huyên nói tiếp, còn nữa, nhân tài nơi này không thiếu, người có thể lôi kéo một vài nhân tài ở đây rồi bồi dưỡng. Ám Quân thi lễ, đã hiểu. Diệp Huyên bỗng xòe tay, một quyển sách cổ dày chậm chậm bay đến trước mặt Ám Quân, Ám Quân ngây người, sau đó mở ra xem, sau đó, ánh mắt ông ta bỗng thay đổi, lập tức quỳ một chân, run rẩy nói, đa tạ Diệp thiếu. Quyển sách cổ này, chính là tâm pháp vũ trụ. Diệp Huyên bình tĩnh nói, đây là một tâm pháp mà ta đang tu luyện lúc này. Ám Quân kích động nói, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyên nói tiếp, ngươi tu luyện, sau đó đưa tâm pháp này cho Quan Huyên vệ,
người của Quan Huyên vệ đều có thể tu luyện, ngoài ra, tạm thời chớ có chuyển ra bên ngoài. Ám quân gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyên nhìn tâm pháp vũ trụ, khẽ cười, thật ra, lúc trước hắn cũng muốn làm như vậy rồi. Quan Huyên vệ là lực lượng chủ yếu của thư viện Quan Huyên hiện tại, hắn không thể keo kiệt với bọn họ, chẳng những không keo kiệt, mà còn phải ra sức bồi dưỡng, khiến thực lực đội vệ binh thần bí này có thể sánh kịp với thời đại. Ngay lúc này, ám quân bỗng nói, Diệp Thiếu, thiện viện. Diệp Huyên nhìn ám quân, sao vậy? Ám quân thấp giọng nói, thiện viện hiện tại phát triển rất nhanh, viện thủ cổ nhiễm đã tập trung một nhóm người thích làm việc thiện, sức kêu gọi của bọn họ, rất kinh khủng. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, làm việc thiện sao? Ám quân gật đầu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy không sao. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ám quân đứng tại chỗ thấp giọng thở dài. Ông ta không dám nói nhiều, bởi vì hiện tại thiện viện ông ta cũng không dám đắc tội, mà hiện tại thiện viện phát triển rất nhất, thực sự rất đáng sợ, hơn nữa, rất được lòng người, cực kỳ được lòng người, hắn sẽ cổ nhiễm sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Diệp Huyên. Nhưng hắn không dám nói. Ngoại trừ vì quan hệ của Diệp Huyên và cổ nhiễm, còn có một nguyên nhân, chính là vị đại sư tỷ của thiện viện kia, Diệp Huyên không có mặt, Thanh Khâu không có mặt, hiện tại trong thư viện Quan Huyên, dù là Lý Bán Chi cũng phải nể mặt nàng ta ba phần. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyên dành hết tất cả thời gian cho công việc của thư viện. Mà bây giờ, thư viện Quan Huyên có tất cả hơn 300 đạo sư, học viên cũng lên đến hơn vạn. Toàn bộ đều được tuyển chọn tỉ mỉ. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ lựa chọn thiên tài, mà lựa chọn cả người bình thường giống như vũ trụ tiểu quan, tuy nhiên sẽ có xét duyệt. Ngươi có thể bình thường, nhưng tính cách và nhân phẩm của ngươi nhất định phải thông qua kiểm tra. Càng về sau, xét duyệt càng nghiêm ngặt. Hơn nữa, thư viện Quan Huyên còn có chế độ đào thải. Mỗi tháng đều có thi văn và thi võ, hễ là hạng chót thì đều bị đào thải. Bởi vậy, sau khi tiến vào thư viện, những học viên kia cũng phải vô cùng cố gắng, bởi vì đãi ngộ của thư viện thật sự rất tốt. Trong Quan Huyên điện, Diệp Huyên đang nghe Tiểu Dung báo cáo công việc. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện của thư viện đều do Tiểu Dung phụ trách, bởi vậy, mỗi ngày Tiểu Dung đều phải báo cáo công việc của thư viện cho Diệp Huyên. Một lát sau, Tiểu Dung ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, bây giờ, về mặt nhân lực, ta không thiếu, nhưng ta thiếu tiền. Chi tiêu của một thư viện cực kỳ lớn, ngươi phải cho ta tiền mới được, nếu không, ta cũng hết cách rồi. Diệp Huyên nói, tìm thương hội Thiên Bảo. Tiểu Dung do dự chốc lát, sau đó nói, các nàng sẽ cho sao? Diệp Huyên bình tĩnh nói, các nàng cũng không dám không cho. Tiểu Dung chớp chớp mắt, được. Nói xong, nàng ta lui xuống. Trong điện, Diệp Huyên liếc nhìn quyển trục chồng chất như núi trước mặt, lắc đầu thở dài. Xử lý loại chuyện vặt vãnh này thật sự không phải điểm mạnh của hắn. Giờ phút này, hắn rất nhớ Thanh Khâu và Dì Đinh. Khi có các nàng ở đây, mình căn bản không cần xử lý những chuyện này, mỗi ngày buông thả, thích gì làm nấy. Buông thả. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại khẽ nhíu mày. Hắn bỗng nhớ tới một người. Vô Biên Chủ. Đã rất lâu người này không xuất hiện rồi. Cũng không biết nếu bây giờ mình gặp ông ta, có thể treo lên đánh ông ta hay không. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, sau đó tiến vào trong tiểu tháp. Trong tiểu tháp, lúc này ba người sách thần vẫn đang nghiên cứu thời không thần bí. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ba thần đều nghiên cứu thời không thần bí bên trong tiểu tháp, nghiên cứu đến độ sắp nhập ma luôn rồi. Diệp Huyên cũng không quấy rầy bọn họ, dù sao hắn nghĩ kỹ rồi. Nếu ba thần này nghiên cứu ra cái gì, chắc chắn sẽ chia sẻ với hắn, hắn ngồi mát ăn bát vàng là được. Diệp Huyên tìm tới Thượng Cổ Thần, tiền bối, ta có một chuyện muốn hỏi. Thượng Cổ Thần vội nói, Diệp Thiếu cứ nói. Bây giờ ông ta càng ngày càng kính trọng Diệp Huyên. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tiền bối, người biết gì về mục thần kia? Mục thần. Thượng Cổ Thần hơi do dự. Sau đó nói, ngươi là muốn thu phục mục thiên giới. Diệp Huyên gật đầu. Thượng Cổ Thần im lặng một lát rồi nói, ta cũng không biết rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn một điều, hắn ta là người mạnh nhất trong 6 người bọn ta, mà Tang Thần kia cũng là hắn ta cứu đi.
Diệp Huyên khẽ nói, ngươi cũng không biết rõ ràng. Thượng cổ thần gật đầu, đúng vậy. À, ta biết hắn ta đến từ cổ vực. Diệp Huyên nhíu mày, cổ vực. Thượng cổ thần trầm giọng nói, đúng. Nơi đó có cổ đế quốc cực kỳ lớn mạnh, thế lực này vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là kỵ binh cổ linh của bọn họ, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ở nơi đó các ngươi có cấp bậc gì? Thượng cổ thần ngẫm nghĩ, sau đó nói, ở nơi đó, bọn ta là đỉnh cấp, nhưng không phải siêu đỉnh cấp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Thượng cổ thần thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp thiếu, lệnh muội là người của cổ vực sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, không phải. Nghe vậy, lông mày thượng cổ thần cau lại, vậy nàng là... Diệp Huyên cười nói, một nơi rất xa. Thượng cổ thần khẽ thở dài một hơi, Diệp thiếu, ngươi không biết rốt cuộc thời không này khủng bố cỡ nào đâu. Thời không này quả thật vượt qua nhận thức của bọn ta, thật sự ôi. Quả thật là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Diệp Huyên mỉm cười, từ từ sẽ tới, ngươi xem, ta không hề nóng nảy. Thượng cổ thần im lặng. Diệp Huyên cười nói, có thể liên hệ với mục thần giúp ta không? Ta muốn nói chuyện với hắn ta. Thượng cổ thần do dự chốc lát, sau đó nói, ta thử xem. Nói xong, ông ta và Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài, thượng cổ thần từ từ nhắm mắt lại, thoáng chốc, giữa trán ông ta xuất hiện thần nhãn quét nhìn chư thiên, một lát sau, thượng cổ thần chợt nói, hắn ta ở mục thiên giới. Diệp Huyên cười nói, đi. Nói xong, hắn và thượng cổ thần biến mất khỏi nơi này. Mục thiên giới. Diệp Huyên và thượng cổ thần đi thẳng tới thần điện mục thiên, dọc đường đi, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Vừa tiến vào thần điện mục thiên, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hai người. Thượng cổ thần thoáng nhìn mục thần, không nói lời nào. Diệp Huyên mỉm cười, mục thần, ngưỡng mộ đã lâu. Mục thần liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, Diệp công tử. Ta rất tò mò ngươi làm như thế nào thuyết phục ba người bọn họ theo ngươi, thật sự rất tò mò. Diệp Huyên cười nói, chuyện này đơn giản, mục thần có thể đi đến một nơi với ta, nhìn là biết ngay. Nói xong, hắn dứt khoát mang theo mục thần tiến vào tiểu tháp, khoảnh khắc vừa tiến vào tiểu tháp, vẻ mặt mục thần lập tức thay đổi. Hồi lâu sau, mục thần khẽ nói, ta hiểu rồi. Diệp Huyên nhìn mục thần, tiền bối. Ta tới đây là muốn nói chuyện với ngươi. Mục thần cười nói, ngươi hy vọng ta gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên cười nói, được vậy thì càng tốt. Mục thần im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, mục thần tiền bối, nếu ngươi có thể gia nhập thư viện Quan Huyên, như vậy tất nhiên là rất tốt, nhưng nếu không thể, vậy cũng không sao, nhưng mà ta hy vọng mục thiên giới có thể mở cửa cho thư viện Quan Huyên. Mục thần lắc đầu cười, chiêu này của ngươi còn ác hơn. Diệp Huyên bình tĩnh nói, các ngươi từ bỏ một số thứ, nhưng có thể nhận lại thứ tốt hơn. Mục thần im lặng. Đúng như Diệp Huyên nói, mấy người thượng cổ thần từ bỏ thiên bộ giới, nhưng tương tự, bọn họ nhận được thứ tốt hơn, cũng chính là thăm dò thời không trước mắt, hơn nữa còn thăm dò trong tiểu tháp, phải biết, thời gian trong tiểu tháp và bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy người thượng cổ thần bằng lòng. Diệp Huyên nhìn mục thần, ý của tiền bối là thế nào? Mục thần mỉm cười, ta có thể thêm một điều kiện nhỏ không? Diệp Huyên gật đầu, ngươi nói đi. Mục thần trầm giọng nói, mở cho tang thần một cửa. Diệp Huyên cười nói, chuyện nhỏ. Mục thần khẽ gật đầu, cảm ơn. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, đến bây giờ, toàn bộ thiên bộ giới đều nằm trong khống chế của thư viện Quan Huyên. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên lập tức cho Tiểu Dung đi tiếp quản thiên bộ giới. Mà bốn vị thần cũng rất hào phóng, thần miếu mà bọn họ từng thống trị đều hoàn toàn nghe lệnh của thư viện Quan Huyên. Dù sao, bây giờ Diệp Huyên cho bọn họ thứ tốt hơn, những tín ngưỡng chi lực bên ngoài này, bọn họ đã không còn coi trọng. Mà Diệp Huyên thì để Tiểu Dung chọn lựa nhân tài thật sự của thần miếu này, sau đó cho tới quản lý thư viện. Bây giờ công việc của Thư viện Quan Huyên là tiếp nhận hết thế lực của 6 vị thần, đến bây giờ, Thư viện Quan Huyên đã trở thành thế lực lớn nhất thiên bộ giới. Mà không lâu sau, Diệp Huyên phát hiện tín ngưỡng chi lực của hắn đang tăng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy,
hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng chi lực hơn. Diệp Huyên nhìn tín ngưỡng chi lực của mình, rất là cảm thán, mặc dù Tiểu Bút từng nói với hắn rằng đừng quá mức ỷ lại tín ngưỡng chi lực này, nhưng không thể không nói, tín ngưỡng chi lực này thật sự rất lợi hại, nếu như không có tín ngưỡng chi lực, thực lực của hắn giảm ít nhất 4 phần. Đương nhiên, chỉ cần bản thân hắn không làm bậy, tín ngưỡng của chúng sinh vũ trụ quan huyên không sụp đổ, tín ngưỡng chi lực của hắn sẽ luôn tồn tại. Sau khi giao toàn bộ công việc của thư viện cho Tiểu Dung, Diệp Huyên chuẩn bị xông pha nơi cổ vực. Bởi vì cổ vực lớn hơn. Nói đi là đi. Diệp Huyên dứt khoát rời khỏi thiên bộ giới, tiến về cổ vực. Sau khi Diệp Huyên rời đi, toàn bộ thư viện quan huyên đều là Tiểu Dung phụ trách, mà không thể nghi ngờ, bây giờ Tiểu Dung là người quyền thế nhất thiên bộ giới. Cửa điện, Tiểu Dung nhìn về phía chân trời, giây phút này, nàng ta giống như đang nằm mơ. Nàng ta vốn là đào hôn rời khỏi thiên bộ giới, lại không ngờ gặp được Diệp Huyên, sau đó theo Diệp Huyên trở về, trời xui đất khiến thế nào mà Diệp Huyên trực tiếp lật đổ 6 vị thần, và bây giờ nàng ta cũng trở thành người quyền thế nhất thiên bộ giới. Giờ mới được bao lâu chứ? Lúc này, một thanh niên đi đến trước mặt Tiểu Dung, hắn ta hơi thi lễ, viện chủ, người của gia tộc ngài tới. Nghe vậy, Tiểu Dung cau mày lại, một lát sau, nàng ta lắc đầu cứ nói ta bận việc. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Trước khi rời đi Diệp Huyên đã đặc biệt dặn dò nàng ta, đừng để gia tộc bám víu, tất nhiên nàng ta phải nghe theo lời Diệp Huyên rồi, bởi vì nàng ta cảm giác được, mặc dù bình thường Diệp Huyên có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm hỏng quy củ. Đối với cơ hội không dễ đến này, nàng ta muốn nắm thật chặt, bây giờ là lúc nàng ta thay đổi vận mệnh chính mình. Sau khi rời khỏi thiên bộ giới, Diệp Huyên trực tiếp tiến vào trong tinh không mịt mờ, tiếp đó, dựa theo bản đồ mục thần cho hắn, trực tiếp xé rách thời không, tiến hành xuyên qua thời không. Điểm đến là cổ vực. Trên đường, Tiểu Bút bỗng nói, còn nhớ chuyện lúc trước ta từng nói với cậu không? Diệp Huyên nhíu mày, chuyện gì? Tiểu Bút khẽ nói, chủ nhân từng viết 2 cuốn sách, Vũ Trụ Thư là một cuốn trong đó, mà cuốn còn lại chính là Thái Sơ Thư. Diệp Huyên gật đầu, Thái Sơ Thư này cũng là công pháp sao? Tiểu Bút nói, đúng vậy, hơn nữa vô cùng lợi hại, quan trọng nhất chính là, Thái Sơ Thư này có thể cường hóa tín ngưỡng chi lực. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày lại, có thể cường hóa tín ngưỡng chi lực. Tiểu Bút nói, năm đó khi chủ nhân sáng lập ra đạo môn cũng có tín ngưỡng chi lực, nhưng y không đặc biệt quan tâm đến nó, tuy nhiên, y vẫn viết một bản công pháp cho tín ngưỡng chi lực này, đó chính là Thái Sơ Thư. Diệp Huyên trầm giọng nói, ở nơi nào? Tiểu Bút nói, hẳn là ở nơi cậu đang muốn tới này. Diệp Huyên nhíu mày, cổ vực. Tiểu Bút nói, có thể, bởi vì ta cảm nhận được một chút hơi thở của nó. Diệp Huyên trầm giọng nói, huynh có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Tiểu Bút nói, tất nhiên, dù sao nó cũng là do chủ nhân dùng ta viết ra mà. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang bên phải, thời không nơi đó bỗng nhiên vỡ ra ngay sau đó. Một bóng người chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói, ngoá. Người vừa tới không phải ai khác, mà chính là Vô Biên Chủ đã mất tích rất lâu. Diệp Huyên hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được Vô Biên Chủ ở nơi này. Vô Biên Chủ nhìn thấy Diệp Huyên cũng hơi sững sờ. Rõ ràng, đây chỉ là một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên. Diệp Huyên cười nói, Vô Biên, sao ông lại ở đây? Advertisement. Vô Biên thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyên cười ha ha, Vô Biên, ta khuyên ông nên khiêm tốn chút, giờ đã khác xưa rồi. Vô Biên thoáng nhìn Diệp Huyên, có dám không gọi người hay không? Advertisement. Diệp Huyên nhíu mày, đánh ông, cần sao? Vô Biên gật đầu, ông ta chợt bước lên trước một bước. Quỳnh. Bất thình lình, thời không xung quanh biến ảo. Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy vô số tinh quang xung quanh đột nhiên cấp tốc dao động, không đúng, phải nói là thời không nơi đây đều đang cấp tốc dao động, cùng lúc đó, những luồng lực lượng thời không vô cùng mạnh mẽ hệt như thủy triều ập đến bao phủ nơi này. Không phải là một loại lực lượng thời không. Ít nhất 10 loại. Mà ở trong đó,
hắn cảm nhận được thời không hiện hữu, siêu thời không ám giới, và cả hư thời không. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Tên này vừa mới bắt đầu đã sử dụng đại chiêu. Không nói võ đức. Đối mặt với sức mạnh kinh khủng này, tất nhiên Diệp Huyên không dám khinh thường, lập tức mở bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên và bản thân hòa làm một thể. Cùng lúc đó, vô số kiếm ý nhân gian điên cuồng tuôn ra khỏi cơ thể, kèm theo đó còn có huyết mạch chi lực. Trừ cái đó ra, hắn dứt khoát gấp thời không nơi đây. Thoáng chốc, Diệp Huyên chém ra một nhát. Vèo. Kiếm quang bộc phát trước mặt Diệp Huyên. Ầm ầm. Đột nhiên, trong tinh không vô tận này vang lên tiếng nổ vang dội đinh tai nhức óc, ngay sau đó, vô số kiếm quang nổ tung hệt như pháo hoa. Rất lâu sau, nơi đây mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Diệp Huyên cầm kiếm đứng đó, trên người tỏa ra kiếm thế mạnh mẽ. Ở đối diện hắn, vẻ mặt vô biên chủ bình tĩnh, vạt áo đen tuyền không gió mà bay. Diệp Huyên chợt mỉm cười, cảm ơn. Nghe vậy, vô biên chủ nhíu mày, người thắng rồi sao? Diệp Huyên cười nói, vô biên, lần này ông muốn đi đến cổ vực kia sao? Vô biên chủ thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta cũng muốn đi cổ vực, cùng đường nha. Vô biên lắc đầu, xoay người rời đi. Ông ta không muốn ở cùng Kháo Sơn Vương này lắm, bởi hắn thật sự không biết xấu hổ. Hơn nữa còn không thể đánh. Hướng đi của vô biên chính là cổ vực. Diệp Huyên đi theo. Dọc đường, Diệp Huyên bỗng hỏi, vô biên, tại sao ông không đi thế giới hư chân? Vô biên nhìn Diệp Huyên, người muốn đi hư chân. Diệp Huyên gật đầu, đó là mục tiêu của ta. Vô biên khẽ nói như vậy, sắp kết thúc rồi sao? Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Vô biên bình tĩnh nói, không có gì. Diệp Huyên hơi tò mò, vô biên, ông đi cổ vực làm gì? Vô biên nói, làm chút chuyện. Diệp Huyên lại hỏi, ông biết Thái Sơ Thư không? Vô biên gật đầu, biết. Diệp Huyên đang định nói tiếp, đúng lúc này, thời không nơi xa hai người bắt đầu vặn vẹo. Thấy thế, lông mày Diệp Huyên cau lại. Chỉ chốc lát, thời không xung quanh hai người biến ảo, lúc này, một cao thủ bí ẩn mặc chiến giáp màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Cao thủ chiến giáp nhìn chằm chằm hai người, đến từ nơi nào? Diệp Huyên bình tĩnh nói, vũ trụ quan Huyên. Cao thủ chiến giáp nhíu mày, thân phận, tên tuổi, mục đích đến. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Cái quỷ gì vậy? Cha hỏi sao? Vô biên chợt nói, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, tranh thủ tránh ra cho ta. Nghe vậy, ánh mắt cao thủ chiến giáp bỗng trở nên lạnh lùng, người đang định xông vào. Vô biên bước lên trước, một luồng khí thế mạnh mẽ trực tiếp bao phủ nơi này, cuối cùng bao phủ cao thủ chiến giáp kia. Quỳnh! Khoảnh khắc này, thời không xung quanh cao thủ chiến giáp kia đang nén lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cao thủ chiến giáp lập tức thay đổi, vội vàng mở bàn tay ra, một lá bùa lửa phóng lên tận trời, biến mất ở sâu trong tinh không. Gọi người! Vô biên nhìn chằm chằm cao thủ chiến giáp trước mặt cút. Nói xong, ông ta phất tay áo lên, sức mạnh to lớn đánh bay cao thủ chiến giáp ra xa mấy vạn trượng. Sau đó vô biên dứt khoát đi về nơi xa. Diệp Huyên vội vàng đi theo, hắn thoáng nhìn cao thủ chiến giáp nơi xa kia, sau đó nói, biết đây là ai không? Vô biên chủ, đã từng người thiên mệnh, đế quốc cổ các ngươi không chọc nổi. Vô biên liếc nhìn Diệp Huyên, vô dụng thôi, biết vì sao không? Bởi vì, nói xong, ông ta từ từ siết chặt tay phải, bởi vì đế quốc cổ này căn bản không phải đối thủ của ta, hiểu chứ? Diệp Huyên nói, có thể đánh một trận giúp ta không? Vô biên liếc Diệp Huyên, mơ mộng hão huyền. Nói xong, ông ta lập tức biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên nhún vai, sau đó đi theo. Không lâu sau, mấy chục hơi thở mạnh mẽ nhìn chằm chằm hai người họ. Diệp Huyên cau mày lại, cao thủ của đế quốc cổ đến thật này. Lúc này, một người đàn ông áo trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và vô biên chủ. Người đàn ông áo trắng cười nói, chào hai vị. Vô biên chủ nhìn người đàn ông áo trắng, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, có chuyện gì sao?
Người đàn ông áo trắng cười nói, hai vị, bây giờ các ngươi đã tiến vào địa bàn của đế quốc cổ. Dựa theo quy củ, các ngươi cần cung cấp thông tin thân phận cá nhân và mục đích đến của các ngươi cho bọn ta. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Người đàn ông áo trắng mỉm cười, đây là quy củ của đế quốc cổ bọn ta. Diệp Huyên nhìn về phía vô biên chủ bình tĩnh nói, ngươi muốn chết không? Người đàn ông áo trắng nhìn vô biên chủ, nếu như ngươi xông vào, tin ta đi, ngươi không chịu nổi hậu quả kia đâu. Vô biên chủ bình tĩnh nói, biết người bên cạnh ta là ai không? Đây chính là Diệp Đại Thiếu, đệ nhất Kháo Sơn Vương từ xưa tới nay, ngăn cản hắn, các ngươi biết hậu quả kia không? Người đàn ông áo trắng thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, thứ cho ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe đến tên tuổi của Diệp công tử này. Vô biên chủ bình tĩnh nói, bây giờ tránh ra, Diệp Thiếu có thể tha chết cho ngươi, không đúng, tha chết cho toàn bộ đế quốc của ngươi, nếu không, ngày nào đó sẽ có một thanh kiếm rơi xuống vùng trời đế quốc của ngươi. Người đàn ông áo trắng thản nhiên nói, vậy sao? Vô biên chủ quay đầu nhìn Diệp Huyên, hình như hắn ta không sợ chút nào. Diệp Huyên thoáng nhìn vô biên chủ, vô dụng thôi, biết tại sao không? Bởi vì ta không sợ đế quốc cổ, hiểu chứ? Vô biên chủ lạnh nhạt nói, đi đạo môn không? Diệp Huyên nhíu mày, ông cũng muốn đi đạo môn. Vô biên chủ gật đầu, đi lấy món đồ. Diệp Huyên cười nói, lấy cái gì? Vô biên chủ liếc nhìn Diệp Huyên, lần này ngươi cũng muốn đi đạo môn, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Vô biên chủ trầm giọng nói, có phải y đã giao đạo ấn cho ngươi? Diệp Huyên gật đầu, sao ông biết? Vô biên chủ im lặng chốc lát, sau đó khẽ nói, vậy hy vọng lần đến đạo môn này có thể thuận lợi chút. Nghe vậy, Diệp Huyên nhăn mày lại, ông và ta hợp sức, người của đạo môn này còn dám làm gì chúng ta sao? Vô biên chủ suy nghĩ, sau đó nói, nếu như ngươi dẫn theo mỗi ngươi, quá nửa là bọn họ không dám làm gì. Nhưng chỉ một mình ngươi, đánh. Diệp Huyên cười nó, không phải vẫn còn ông sao? Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy ta rất mạnh sao? Diệp Huyên cười nói thật lòng, chắc hẳn trên đời này có không quá 5 người có thể giết ông. Vô biên chủ lạnh nhạt nói, biết ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng nói tiếng người rồi. Diệp Huyên. Vô biên chủ đang định nói chuyện, lúc này... Người đàn ông áo trắng nơi xa đột nhiên cười nói, có phải các ngươi đã khinh thường ta quá rồi? Vô biên chủ bỗng nhấc tay đánh ra. Bốp! Kèm theo tiếng tát vang dội, cơ thể người đàn ông áo trắng trực tiếp hóa thành hư vô. Vô biên chủ nhìn người đàn ông áo trắng đã choáng váng kia, ta cần phải coi trọng ngươi sao? Nói xong, ông ta đi về nơi xa. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông áo trắng. Nhìn người đàn ông áo trắng chỉ còn linh hồn trước mặt, hắn mỉm cười, đầu ngươi có vấn đề à? Nói xong, hắn đi về nơi xa. Tại chỗ, người đàn ông áo trắng. Một lát sau, người đàn ông áo trắng khẽ nói, ngang nhiên khiêu khích đế quốc cổ, rất thú vị, trái lại ta cũng muốn nhìn xem các ngươi lấy cái gì chống lại đế quốc cổ ta. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyên hơi tò mò, vô biên. Đạo môn ở cổ vực này rất mạnh sao? Vô biên bình tĩnh nói, chính là như vậy. Diệp Huyên nhíu mày, vô biên lại nói, phiền phức nhất chính là đạo môn nơi này có một tòa đại trận và một món thần khí tên kia để lại, thứ đó hơi khó giải quyết. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngay cả ông cũng cảm thấy khó giải quyết. Vô biên thoáng nhìn Diệp Huyên, trong lòng ngươi, ta vô địch sao? Diệp Huyên cười ha ha, ít nhất cũng rất lợi hại. Vô biên im lặng một lát rồi nói, cảm ơn ngươi đã coi trọng. Diệp Huyên chớp mắt, vô biên, từ lúc nào mà ông lại trở nên khiêm tốn như vậy? Vô biên chủ không nói lời nào. Diệp Huyên còn muốn nói điều gì, vô biên bỗng cau mày lại, ông ta nhìn về nơi xa, xảy ra chuyện rồi. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất. Diệp Huyên cũng nhíu mày lại, tiếp đó, hắn biến mất ở nơi xa, chỉ chốc lát. Diệp Huyên và Vô Biên xuất hiện trên một đỉnh núi, mà trước mặt hai người là một đống hoang tàn. Hơn nữa, nhìn hiện trường có thể thấy được, đống hoang tàn này đã hình thành từ rất lâu rồi. Vô Biên chủ nhíu chặt lông mày, bị diệt môn rồi sao? Diệp Huyên thoáng nhìn đống hoang tàn trước mắt, sắc mặt tràn đầy cổ quái.
Mẹ nó! Đạo môn này xảy ra chuyện gì rồi? Mỗi một đạo môn ở nơi mình từng đến, không phải bị diệt môn thì cũng đã hoàn toàn vắng lặng. Vô biên chủ đi vào giữa đống hoang tàn, ông ta thoáng nhìn xung quanh, trầm giọng nói, thiên đạo ở đâu? Không có bất kỳ động tĩnh gì. Sắc mặt vô biên chủ chợt trầm xuống, không nể mặt như vậy sao? Vô biên chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phất tay áo, thiên đạo ở đâu? Uỳnh! Chân trời, thời không trở nên méo mó. Nhưng mà, vẫn không có động tĩnh. Sắc mặt vô biên chủ lập tức trở nên lạnh lẽo. Diệp Huyên nhìn vô biên chủ, hình như không nể mặt ông rồi. Hay là, ta thử một chút. Vô biên chủ thoáng nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi thử đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mở bàn tay ra, kiếm thanh huyên đột nhiên phóng lên tận trời, thiên đạo ở đâu. Nhưng mà, vẫn không có động tĩnh gì. Sắc mặt Diệp Huyên đen lại. Thật không nể mặt. Lúc này, vô biên chủ nở nụ cười lạnh lùng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thiên đạo ở đâu. Một tiếng giống giận từ sâu trong tinh không truyền đến, ở cái đầu mẹ ngươi, cút. Diệp Huyên. Lúc này vẻ mặt vô biên chủ vô cùng khó coi. Vô biên chủ không nói nhiều, lập tức giẫm nhẹ chân phải. Ầm. Lúc này cả hư không liền rung chuyển dữ dội, vô số thời không vỡ nát. Bỗng có một tiếng thét thất thanh từ trong hư không truyền đến, ngươi là ai? Vô biên chủ không nói gì, đưa tay lên túm một cái. Ầm. Thời không bỗng vỡ ra, một bóng người bị bàn tay khổng lồ tóm chặt. Bóng người đó là thiên đạo nơi này. Vô biên chủ nhìn bóng người vô cùng hoảng loạn trước mặt, nói, ngươi ngông cuồng lắm mà. Thiên đạo run rẩy nói, các hạ là. Vô biên chủ nói với vẻ mặt không cảm xúc, đạo môn này đã xảy ra chuyện gì? Thiên đạo do dự một lát rồi nói, không biết các hạ là. Vô biên chủ chau mày, giơ tay lên tát một bạt tai. Bốp! Bóng người đó bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh trúng, thiên đạo ngay lập tức rung chuyển dữ dội rồi trở nên hư ảo. Thiên đạo vội xin tha, xin các hạ hãy nương tay. Vô biên chủ nhìn thiên đạo chằm chằm, đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Thiên đạo do dự rồi nói, các hạ là. Diệp Huyên nghe thiên đạo nói thì cạn lời. Thiên đạo này cứng đầu thật đấy. Sắp bị đánh chết đến nơi rồi còn không chịu tỉnh ngộ sao? Vô biên chủ nhìn thiên đạo, không nói gì nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Lúc này, thiên đạo liền vội nói, các hạ, chuyện này có liên quan đến đế quốc cổ. Ta thật sự không dám nói nhiều. Vô biên chủ nói với vẻ mặt không cảm xúc, ta hỏi lại một lần nữa, nếu ngươi còn tiếp tục trả lời lạc đề thì ta sẽ cho ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Thiên đạo vội nói, năm xưa đạo môn và đế quốc cổ đánh nhau, đạo môn đã bị đế quốc cổ tiêu diệt. Vô biên chủ chau mày, không thể nào, đạo môn có đại trận và thần khí thì sao có thể bị đế quốc cổ diệt được. Thiên đạo mếu máo, là thật đó. Trận chiến đó đế quốc cổ đã huy động gần 10.000 kỵ binh cổ linh, họ đánh nhau với đạo môn nhiều tháng, cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của Tân Nguyệt giáo, đế quốc cổ đã tiêu diệt được đạo môn. Diệp Huyên chau mày, Tân Nguyệt giáo sao? Thiên đạo gật đầu, Tân Nguyệt giáo là một trong những giáo phái lớn nhất, giáo chủ là Tân Nguyệt giáo mẫu, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên nhìn vô biên rồi nói, so với ông ta thì sao? Thiên đạo bỗng cạn lời. Má! Tên nhóc này xấu tính thật. Lúc này vô biên hạ giọng nói, bọn họ liên thủ tiêu diệt đạo môn sao? Thiên đạo gật đầu, đúng thế. Vô biên lại hỏi, năm đó đạo môn có dùng đến đại trận của họ không? Thiên đạo gật đầu, đạo môn đã dùng hết cả ba quân át chủ bài là đạo trận, đạo hỏa và đạo binh nhưng vẫn không đánh lại. Vô biên khẽ nói, mạnh đến vậy sao? Thiên đạo vội đáp, cực kỳ mạnh. Đặc biệt là giáo mẫu Tân Nguyệt và Cổ Chiến, cao thủ số một của đế quốc cổ, hai người đó đều đáng sợ như nhau, còn cả kỵ binh cổ linh nữa. Diệp Huyên bỗng nhìn sang thiên đạo, người cũng thuộc đạo môn đúng không? Thiên đạo do dự rồi gật đầu, cũng có thể xem là vậy. Diệp Huyên mỉm cười, nói, người đã đầu hàng sao? Mặt thiên đạo bỗng trở nên hơi khó coi, hắn nói kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt.
Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi không sợ chủ nhân bút đại đạo sao? Thiên đạo thở dài, chủ nhân bút đại đạo đã không còn nữa rồi. Diệp Huyên chau mày, không còn nữa. Thiên đạo liếc nhìn Diệp Huyên, lẽ nào ngươi không biết sao? Chủ nhân bút đại đạo đã chết rồi. Diệp Huyên chớp mắt, ngươi chắc chứ? Thiên đạo nói, mọi người đều nói như thế. Diệp Huyên cạn lời. Chủ nhân bút đại đạo không còn. Là ai đồn thế? Thiên đạo do dự rồi nói, công tử đây là. Diệp Huyên lạnh lùng đáp, Diệp Huyên. Thiên đạo lắc đầu, chưa từng nghe. Diệp Huyên bình thản đáp, người bị đánh là đáng đời. Thiên đạo. Vô biên chủ bỗng nói như vậy tất cả mọi thứ của đạo hỏa và đạo môn đã rơi vào tay đế quốc cổ và tân nguyệt giáo rồi sao? Vô đạo gật đầu, đúng vậy. Vô biên chủ chau mày. Lúc này Diệp Huyên bỗng lên tiếng, vô biên, ông muốn có đạo hỏa đó à? Vô biên chủ trầm ngâm một lúc rồi nói, nó có tác dụng đặc biệt. Diệp Huyên hơi tò mò, tác dụng gì? Vô biên chủ liếc nhìn Diệp Huyên, lửa đấy là tâm hỏa của vũ trụ, được chủ nhân bút đại đạo tôi luyện mà thành, muốn vào được thời không không độ thì bắt buộc phải có loại lửa đó. Diệp Huyên chau mày, thời không không độ là gì? Vô biên chủ nói, một loại thời không đặc biệt. Diệp Huyên hỏi, đặc biệt như thế nào? Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể đến hỏi muội muội ngươi không? Diệp Huyên. Lúc này thiên đạo đứng bên cạnh nhìn hai người họ rồi nói, hai vị từ bên ngoài đến sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên đạo do dự một lúc rồi lại hỏi, hai vị là người của đạo môn sao? Diệp Huyên gật đầu, mỉm cười, nói, đúng vậy. Thiên đạo lặng thinh. Người của đạo môn. Vô biên chủ bỗng nói, ngươi có biết ngọn lửa đó thuộc về đế quốc cổ hay là tân nguyệt giáo không? Thiên đạo hạ giọng nói, không biết. Vô biên chủ đang định nói chuyện thì bỗng có 10 luồng khí tức mạnh đến đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Thiên đạo cảm nhận được những khí tức đó thì mặt liền biến sắc, là cao thủ đế quốc cổ. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn lên bầu trời, ở đó có một người đàn ông trung niên áo trắng, đằng sau ông ta còn có 12 người áo đen. Người đàn ông trung niên áo trắng nhìn vô biên chủ, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh nhỉ. Vô biên chủ bỗng biến mất, người đàn ông trung niên áo trắng trên bầu trời bỗng trợn mắt, to gan. Sắc sắc. Giọng nói bỗng dừng lại vì có một bàn tay bóp chặt lấy cổ họng của ông ta. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, vô biên chủ vung mạnh tay. Ầm. Người đàn ông trung niên áo trắng bị ném ra xa mấy vạn trượng, sau đó thì đánh mất thần hồn. Thiên đạo chứng kiến hết tất cả, ngỡ ngàng kinh ngạc thẳng thốt. Mẹ ơi! Bạo lực vậy sao? Lúc này mấy người áo đen thần bí đi theo người đàn ông trung niên áo trắng đến đều ngây ra, không ai ngờ người trước mặt họ lại dám giết người của đế quốc cổ. Ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Lúc này, người áo đen dẫn đầu hạ giọng nói, ngươi! Vô biên chủ bỗng đấm về trước một đấm. Ầm! Người áo đen vẫn chưa nói hết câu thì đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh tan thân xác. Nhưng vô biên chủ vẫn chưa dừng tay, ông ta vung tay, lập tức, vô số thời không như sóng biển ập đến. Bùm! Những người áo đen thần bí có mặt ở đó đều bị tiêu diệt trong tích tắc. Không gian lại yên tĩnh trở lại. Thiên đạo đứng bên cạnh nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy kinh hãi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, lợi hại đúng không? Thiên đạo bất giác gật đầu. Diệp Huyên nhìn vẻ mặt khó coi của vô biên chủ rồi nói, đạo môn còn ai sống sót không? Thiên đạo lắc đầu, chắc không còn. Không còn nữa. Diệp Huyên chau mày, lúc đó toàn bộ đạo môn đã bị giết sạch rồi sao? Thiên đạo gật đầu, đương nhiên bọn họ sẽ không giữ lại hậu hoạn rồi. Diệp Huyên nhìn quanh, lắc đầu, chủ nhân bút đại đạo nhẫn tâm thật. Với năng lực của mình, ông ta hoàn toàn có thể cứu được đạo môn nhưng đối phương lại thấy chết không cứu. Lúc này, vô biên chủ bỗng nói, vua dựa dẫm, đến đế quốc cổ không? Diệp Huyên nhìn vô biên chủ bình thản đáp, đạo ấn vĩnh viễn của ngươi là người chịu trách nhiệm của đạo môn bị diệt thì ngươi phải có trách nhiệm phục thù. Diệp Huyên lắc đầu, ngươi đừng dùng đạo đức trói buộc ta. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, ngươi định bỏ mặc sao?
Diệp Huyên ngoảnh đầu sang nhìn Thiên Đạo, đạo môn bị diệt là chuyện xảy ra cách đây bao lâu rồi? Thiên Đạo đáp, hơn 1000 năm rồi. Diệp Huyên lắc đầu, nợ oán của hơn 1000 năm trước đương nhiên là ta sẽ không tiếp tục cố chấp nữa. Hắn nhìn sang Vô Biên, ông cần đạo hỏa thì đến đế quốc cổ đi, ta không có hứng thú với đạo hỏa. Vô Biên lắc đầu, ngươi vẫn chưa hiểu sao. Đạo ấn vĩnh viễn của ngươi là người của đạo môn, đế quốc cổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn gì các ngươi cũng phải đánh nhau một trận. Diệp Huyên bỗng mỉm cười, nói, Vô Biên, hình như không giống với phong cách của ông lắm. Vô Biên chau mày, ý gì? Diệp Huyên nhìn Vô Biên, nếu là trước đây, nhất định ông sẽ không tìm ta mà tự đến thẳng đế quốc cổ, nhưng bây giờ ông lại cứ muốn lôi ta xuống nước, không bình thường. Vô Biên chủ im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, nói cổ vực này là giới hạn của ông. Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên rồi nói, người nghĩ sao? Diệp Huyên im lặng. Trực giác nói cho hắn biết có lẽ giới hạn của Vô Biên chủ không nằm ở cổ vũ trụ này, nếu đối phương đã không sợ đế quốc cổ thì có gì phải lăn tăn đâu. Diệp Huyên thầm cảnh giác. Vô Biên chủ không có ý tốt gì đâu. Lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một luồng khí tức mạnh. Khí tức lần này mạnh hơn gấp nhiều lần những người áo đen lúc nãy. Đấy là khí tức của cao thủ thật sự. Thiên Đạo ở bên cạnh đã tái mặt, là một trong 9 đại chiến tướng của đế quốc cổ mạch tướng. Trên bầu trời, một người đàn ông trung niên mặc áo giá từ từ bước ra, ông ta vừa bước ra thì một luồng sát thế mạnh mẽ liền từ trên trời ập xuống, thời không bốn bể bỗng sôi sục lên, vốn không thể nào chịu đựng nỗi luồng sức mạnh đó. Diệp Huyên nhìn mạch tướng, phải nói ông ta thật sự là một cao thủ, đặc biệt là sát thế, chắc chắn đấy là một cao thủ từng chinh chiến nhiều năm. Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên và Vô Biên, tim đập thình thịch. Trên bầu trời, mạch tướng nhìn về Vô Biên, người ngoài kia, ai cho ngươi lá gan dám giết chết cao thủ của đế quốc cổ ta? Vô Biên nhìn mạch tướng, đế quốc cổ hết người rồi sao mà để loại như ngươi đến? Mạch tướng nghe vậy thì vẻ mặt liền trở nên dữ tợn, thật ngông cuồng, mong là xương cốt của ngươi cũng cứng được như miệng ngươi. Ông ta dứt lời thì bóp mạnh tay. Một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng ngưng tụ giữa trời đất. Chính vào lúc đó, Vô Biên đột nhiên biến mất. Ầm. Một rãnh nứt dài vạn trượng bỗng xuất hiện giữa trời đất. Cùng lúc đó, trước ánh mắt kinh hoàng của Thiên Đạo, đầu của mạch tướng bay vút ra, máu tươi đổ từ trên trời xuống như suối. Vô Biên chủ từ từ đáp đất, ông ta lạnh lùng nhìn xác mạch tướng, ngông cuồng trước mặt ta sao? Ngươi tưởng ngươi là vua dựa dẫm à? Diệp Huyên nhìn thấy Vô Biên chủ dứt khoát giết chết chiến tướng kia, sắc mặt Thiên Đạo ở bên cạnh lập tức trở nên nghiêm nghị trước nay chưa từng có. Giờ phút này ông ta biết, vị trước mắt chính là cao thủ tuyệt thế, hơn nữa còn là cao thủ tuyệt thế không tầm thường. Lúc này, Vô Biên đột nhiên nhìn về phía Thiên Đạo, đế quốc cổ ở nơi nào? Thiên Đạo do dự chốc lát, sau đó chỉ sang bên phải. Vô Biên khẽ gật đầu rồi biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên khen ngợi, thật dũng mãnh, đây là muốn dùng sức một mình đơn đấu với toàn bộ đế quốc cổ à. Thiên Đạo thoáng nhìn Diệp Huyên, vị công tử này, chủ nhân bút đại đạo còn sống không? Diệp Huyên thoáng nhìn Thiên Đạo, nói chết rồi. Nói xong, hắn dứt khoát hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở chân trời. Thiên Đạo. Đế quốc cổ. Không lâu sau, Diệp Huyên đi đến đế đô của đế quốc cổ. Nhưng vừa tới đế đô của đế quốc cổ, hắn chợt nhíu mày lại. Vì sao? Bởi vì hắn phát hiện, Vô Biên chủ không có ở đây. Chẳng lẽ ngỏm rồi? Đúng lúc này, dường như Diệp Huyên nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mẹ nó. Nói xong, hắn quay người muốn chạy, nhưng lúc này, một hơi thở kinh khủng khóa chặt người hắn, ngay sau đó, mấy trăm cao thủ bao vây hắn lại. Diệp Huyên im lặng. Sắc mặt vô cùng khó coi. Bị gài rồi. Mẹ nó. Vô Biên chủ này hỏi phương hướng đế quốc cổ, hắn cũng cho rằng đối phương sẽ đến xử đế quốc cổ. Nhưng mà, đối phương lại không đến. Lúc này, cao thủ nơi này đang định ra tay. Dừng tay. Bất chợt, nơi xa trong thành truyền đến một tiếng nói, ngay sau đó, cửa thành đột nhiên mở ra, một cô gái áo trắng chậm rãi đi tới, sắc mặt cô gái trắng bệch. Trông vẻ hơi suy yếu.
Nhìn thấy cô gái áo trắng, cao thủ nơi đây lập tức hành lễ. Cô gái áo trắng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta đánh giá Diệp Huyên, mỉm cười, phải xưng hô với công tử thế nào. Diệp Huyên bình tĩnh nói, Diệp Huyên. Cô gái áo trắng gật đầu, Diệp công tử, ngươi là từ bên ngoài tới. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, bạn của ngươi giết người của đế quốc cổ bọn ta. Diệp Huyên chớp chớp mắt, oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi tìm ông ta đi. Cô gái áo trắng lắc đầu, hình như ông ta mất tích rồi. Diệp Huyên im lặng. Đệt. Vô biên chủ này làm việc không theo lẽ thường. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, có thể gọi bạn ngươi ra không? Diệp Huyên khẽ thở dài, ta cũng không thân quen gì với ông ta. Thật đấy. Cô gái áo trắng im lặng một lát rồi nói, Diệp công tử, người chắc chắn không giúp việc này sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta thề, ta thật sự không thân quen gì với ông ta. Cô gái áo trắng khẽ lắc đầu, vậy chỉ có thể để Diệp công tử phải chịu uất ức rồi. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn ông lão bên cạnh, truyền lệnh ra ngoài. Nếu trong vòng 3 ngày ông ta không xuất hiện, chúng ta sẽ xử tử vị Diệp công tử này. Diệp Huyên im lặng. Dùng ta uy hiếp vô biên chủ. Mẹ nó có thể uy hiếp được ông ta sao? Diệp Huyên chợt thấy đắng lòng. Cô gái áo trắng lại nói, Diệp công tử, người phải chịu uất ức mấy ngày rồi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, người muốn dùng ta uy hiếp ông ta, vô dụng thôi. Thật đấy. Cô gái áo trắng cười nói, lỡ như có tác dụng thì sao? Diệp Huyên không biết phải nói gì. Tên kia còn ước gì mình chết rồi ấy chứ? Cô gái áo trắng chợt nói, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng ta quay người đi vào trong thành. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng trước mắt, sau đó đi vào theo. Trên đường đi, cô gái áo trắng nói, Diệp công tử, các ngươi đến từ thế giới nào? Diệp Huyên nói, vũ trụ quan Huyên. Đôi mày của cô gái áo trắng khẽ nhíu lại, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyên cười nói, cách nơi này hơi xa. Cô gái áo trắng khẽ gật đầu, Diệp công tử, các ngươi là người của đạo môn sao? Diệp Huyên thoáng nhìn cô gái áo trắng, cô gái cười nói, các ngươi từng tới đạo môn. Diệp Huyên cười nói, bọn ta là người của đạo môn. Ta là đại ca đạo môn, người đi cùng ta kia là nhị ca đạo môn. Được mọi người gọi là đại hỗn tử. Cô gái áo trắng im lặng. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, vì sao lúc trước các ngươi muốn diệt đạo môn? Cô gái áo trắng liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, bởi vì lợi ích. Diệp Huyên nghiêm túc nói, người bạn kia của ta nói, ông ta muốn báo thù cho đạo môn. Cô gái áo trắng bình tĩnh nói, thật sao? Diệp Huyên nói, ta nói cho người biết, ông ta rất mạnh, vô cùng mạnh. Cô gái áo trắng chợt hỏi, Diệp công tử, người từng gặp bao nhiêu cao thủ? Diệp Huyên nhíu mày, người có ý gì? Cô gái áo trắng suy nghĩ, một con ếch xanh bị nhốt dưới đáy giếng, nó ngẩng đầu nhìn lên trời, trong thế giới của nó, bầu trời chỉ to bằng miệng giếng mà thôi. Đương nhiên, đây không phải là lỗi của nó, dù sao, tầm nhìn và hiểu biết của nó chỉ ở dưới đáy giếng. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta từng gặp cao thủ mạnh nhất cõi đời này. Thật đấy, lần này ta không lừa người. Cô gái áo trắng thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nói, một người càng ít kiến thức thì càng có loại tự tin và dũng cảm không nói rõ được, bởi vì tri thức càng nghèo nàn, thứ mà hắn tin tưởng và nhận định sẽ càng tuyệt đối, bởi vì hắn vốn chưa từng gặp phải quan điểm trái chiều. Hơn nữa, loại người này cực kỳ yêu thích bắt bẻ, người nói lý với hắn, hắn liền bắt bẻ ngươi, tìm trăm loại lý do để bắt bẻ ngươi. Một người bình thường mãi mãi không nói lại một kẻ giỏi bắt bẻ. Bởi vì ngu dốt là bản tính của người giỏi cãi, càng ngu dốt, càng giỏi cãi. Diệp Huyên im lặng, mình gặp phải người có văn hóa rồi à? Cô gái áo trắng khẽ vén lọn tóc tung bay trong gió bên tai, lại nói, Diệp công tử, đến bây giờ ngươi vẫn rất tự tin, rất ung dung. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, ngươi có chỗ dựa dẫm. Hơn nữa, ngươi cho rằng chỗ dựa của mình hoàn toàn có khả năng tiêu diệt đế quốc cổ ta, đúng không? Diệp Huyên thật thà gật đầu. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, ngươi có hiểu rõ đế quốc cổ ta không? Diệp Huyên lắc đầu.
Cô gái áo trắng cười nói, trên đời này có rất nhiều người thích đưa ra kết luận trước khi chưa hiểu rõ chân tướng của một chuyện. Diệp công tử, người cũng không hiểu rõ đế quốc của ta, nhưng lại cho rằng chỗ dựa đằng sau ngươi có thể diệt đế quốc của ta. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu, người đây là có chứng ảo tưởng. Diệp Huyên bỗng nhiên hỏi ra, chức vị của cô nương ở đế quốc cổ là. Cô gái áo trắng thoáng nhìn Diệp Huyên, hữu tướng. Bọn họ thích gọi ta là thần tướng áo trắng. Thần tướng áo trắng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta bỗng muốn gặp tả tướng của các ngươi một lần. Cô gái áo trắng cười nói, vì sao? Diệp Huyên cười nói, muốn xem tả tướng kia có lợi hại giống như cô nương hay không? Cô gái áo trắng mỉm cười, nếu có duyên, người sẽ gặp được. Nói xong, nàng ta dừng bước, sau đó nói, Diệp công tử, trong 3 ngày này, ta không hạn chế tự do của ngươi, nhưng ngươi không thể rời khỏi đế đô, được chứ? Diệp Huyên gật đầu, được. Cô gái áo trắng khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đi được vài bước, cô gái áo trắng đột nhiên quay người nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi sẽ trốn sao? Diệp Huyên cười nói, sẽ không. Cô gái áo trắng gật đầu, tốt. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyên thoáng nhìn xung quanh, kiến trúc cổ trong thành vô cùng hùng vĩ, không thể không nói, đế quốc cổ này vẫn rất có thực lực. Diệp Huyên quyết định dạo chơi. Đi trên đường phố, hai bên san sát những kiến trúc cổ, hơn nữa, nơi này cũng vô cùng sầm uất, bởi vì hai bên đường đều là những sạp hàng. Mặc dù là thế giới cao võ, nhưng phần nhiều vẫn là người bình thường. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước một sạp hàng nhỏ, chủ sạp vội nói, vị công tử này cần gì? Diệp Huyên cầm lấy một cục xương, sau đó hỏi, đây là xương gì? Chủ sạp nhỏ cười nói, đây là xương của yêu thú trong núi Kỳ Liên, về phần là yêu thú gì, ta cũng không biết, ta chỉ là may mắn tình cờ nhặt được thôi. Diệp Huyên quan sát tỉ mỉ cục xương kia, sau đó nói, bán thế nào? Chủ sạp nhỏ dựng thẳng một ngón tay lên, 10 miếng bà sa tinh. Diệp Huyên gật đầu, mở bàn tay ra, 10 miếng bà sa tinh xuất hiện trước mặt chủ sạp nhỏ. Chủ sạp nhỏ vội nói, cảm ơn công tử. Diệp Huyên cất xương đi, sau đó thầm nói, tiểu bút, huynh bảo ta mua vật này, nhưng ta không nhìn ra chỗ đặc biệt của nó. Tiểu bút trầm giọng nói, xương này có liên quan đến đạo môn. Trong xương có hơi thở của tâm pháp vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày lại, có hơi thở của tâm pháp vũ trụ. Tiểu bút nói, đúng vậy, chắc chắn chủ nhân của xương này đã từng tu luyện tâm pháp vũ trụ. Nói cách khác, chắc chắn trong dãy núi Kỳ Liên kia có người hoặc yêu liên quan đến đạo môn. Dãy núi Kỳ Liên. Diệp Huyên lặng im suy ngẫm. Mà đúng lúc này, có một chàng trai đi đến bên cạnh, chàng trai nhìn Diệp Huyên cười nói, vị huynh đài này, người có bán yêu cốt trong tay không? Diệp Huyên không nghĩ thêm nữa, nhìn chàng trai trước mắt, đằng sau chàng trai còn có hai ông lão áo đen đi theo. Diệp Huyên cười nói, không bán. Chàng trai nhìn chằm chằm Diệp Huyên, 100 miếng bà sa tinh. Diệp Huyên lắc đầu, không. Chàng trai cười nói, công tử, nếu như ta nhất định muốn thì sao? Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nói, người muốn cướp bóc. Chàng trai nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Lúc này, chủ sạp nhỏ ở bên cạnh đột nhiên run giọng nói, vị công tử này là công tử của tả tướng đại nhân. Tả tướng. Diệp Huyên nhíu mày, tả tướng. Chủ sạp nhỏ vội vàng gật đầu, công tử, ngươi cho hắn ta đi. Diệp Huyên nhìn về phía thanh niên, người biết ta là ai không? Thanh niên lập tức cười nói, thú vị, rất thú vị, nói với ta đi, ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, ta là người của hữu tướng. Hữu tướng. Nghe vậy, thanh niên cau mày lại, không thể nào. Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi không tin, vậy hỏi nàng ta đi. Thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là người đàn ông của nàng ta. Diệp Huyên đột nhiên vung tay tát. Bốp. Chàng trai trẻ còn chưa kịp phản ứng đã bay ngược ra ngoài, cơ thể trực tiếp vỡ vụn. Mọi người nơi đây khiếp sợ. Hai ông lão áo đen kia cũng sững sờ, sau đó vội vàng đón lấy chàng trai trẻ. Sau một hồi choáng váng, chàng trai trẻ nhìn về phía Diệp Huyên, mà nơi xa, Diệp Huyên đã chạy mất dạng.
chạy rồi, chàng trai trẻ ngây ra tại chỗ. Diệp Huyên lập tức quay về phủ hữu tướng, cũng không ai ngăn cản hắn, vì hắn là do hữu tướng đưa đến. Sau khi vào phủ, Diệp Huyên trực tiếp đến nơi làm việc của hữu tướng. Nhưng hắn lại bị ngăn lại. Một ông lão nhìn Diệp Huyên, làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, có người kiếm chuyện với ta. Ông lão nhíu mày, kiếm chuyện với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão im lặng. Diệp Huyên nói, ta muốn gặp hữu tướng đại nhân. Ông lão nhìn Diệp Huyên, hữu tướng đại nhân đang làm việc. Diệp Huyên nói, có người kiếm chuyện với ta. Ông lão thấp giọng nói, ngươi là con tin, xin ngươi tự giác ngộ chút đi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, bọn họ còn sỉ nhục cả hữu tướng. Ông lão nhíu mày, mà lúc này, một thị vệ áo đen bỗng xuất hiện trong sân, thị vệ nhìn Diệp Huyên, sau đó đi đến trước mặt ông lão thấp giọng nói vài câu. Rất nhanh sau đó, ông lão nhìn Diệp Huyên, người đánh đại công tử của tả tướng. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người điên rồi sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, hắn sỉ nhục hữu tướng. Ông lão nói, sỉ nhục hữu tướng. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão tức giận nói, sao hắn có thể sỉ nhục hữu tưởng được? Ngươi không thể không gây chuyện sao? Ngươi là con tin, hiểu không? Diệp Huyên nói, vậy ngươi giao ta ra đi. Ông lão bị chọc cho tức không chịu nổi. Lúc này, một âm thanh vang lên từ trong điện, để hắn vào. Nghe vậy, ông lão vội thi lễ, sau đó nhìn Diệp Huyên, lạnh lùng nói, đi vào đi. Diệp Huyên trực tiếp đi vào đại điện, trong đại điện, hữu tướng đang nói chuyện gì đó với một cô gái mặc áo tím, thấy Diệp Huyên đi vào, hai cô gái lập tức dừng lại. Cô gái áo tím hiếu kỳ quan sát Diệp Huyên. Hữu tướng nhìn Diệp Huyên, người đánh đại công tử nhà tả tướng làm gì? Diệp Huyên nói, hắn nói ta làm nam nhân của ngươi. Nghe vậy, hữu tướng bỗng nhíu chặt mày. Diệp Huyên lại nói, ngươi nói hắn có đáng đánh không? Hữu tướng nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn gây chuyện sao? Diệp Huyên bỗng hỏi, đế quốc cổ có pháp luật hay không? Hữu tướng gật đầu, có. Diệp Huyên nói, hắn đe dọa ta ở trên đường, như vậy thuộc tội gì? Hữu tướng nhìn Diệp Huyên, ở đế quốc cổ. Quý tộc có quyền xử tử dân thường, mà ngươi ở đế quốc cổ, thân phận là dân thường. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Hữu tướng bỗng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, hình như ngươi không có một chút giác ngộ làm con tin nào cả. Ngươi có biết, nếu người bạn kia của ngươi không xuất hiện, ngươi sẽ bị xử tử rồi không? Ngươi không lo lắng chút nào sao? Hay nói cách khác, ngươi rất tin tưởng người bạn kia. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hắn sẽ không đến. Hữu tướng cười nói, nhưng ngươi lại không lo sợ chút nào. Rõ ràng, ngươi có chiêu bài khác. Diệp Huyên cười nói, ngươi từng thấy chiêu bài của ta, căn bản đều đã chết rồi. Hữu tướng nhếch miệng, kiểu tự tin này của ngươi, đúng là rất thú vị. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, sau đó nói, hữu tướng cô nương, ta cho ngươi một đề nghị, ngươi dùng ta để uy hiếp người bạn kia của ta, hành vi này, thật sự rất không sáng suốt. Hắn là người thiên mệnh đời trước, ta là người thiên mệnh đời này, người đồng thời trở thành kẻ thù của hai người thiên mệnh, người nghĩ thế nào? Hữu tướng bỗng nói, người biết đạo môn không? Đạo môn là do chủ nhân Bút Đại Đạo thành lập, mà đạo môn thậm chí còn được xưng là môn đồ đại đạo, nhưng kết quả thế nào? Kết quả là bọn họ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Diệp Huyên im lặng. Hữu tướng lại nói, Diệp công tử, ta chân thành đề nghị ngươi. Thời gian này tìm hiểu về đế quốc cổ ta đi, tin ta, chuyện này sẽ rất có ích cho ngươi, ít nhất, có thể khiến ngươi nhìn rõ được bản thân. Nói xong, nàng ta quay người nhìn cô gái áo tím, cười nói, Việt quận chúa, chuyện ngươi nói, ta cảm thấy có thể, ngày mai ta sẽ tấu chương cho bệ hạ. Cô gái áo tím đứng dậy, khẽ thi lễ, đa tạ hữu tướng. Hữu tướng khẽ cười, khách khí rồi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và Việt quận chúa kia, Việt quận chúa bỗng đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, nghe nói ngươi là người của đạo môn. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, ngươi rất nguy hiểm. Diệp Huyên cười nói, tại sao lại nói như vậy?
Việt quận chúa đột nhiên kéo tay phải Diệp Huyên không hề kiêng kỵ, trước kia ta từng học xem mệnh với một vị tiền bối, không ngại để ta xem cho ngươi thử chứ. Diệp Huyên cười nói, không ngại. Việt quận chúa nhìn một lúc, đột nhiên, ánh mắt nàng ta thay đổi, sau đó, hai mắt bỗng nhắm lại, ngay tiếp đó, khóe mắt nàng ta bỗng chảy ra hai hàng máu tươi. Việt quận chúa vội buông tay Diệp Huyên rồi lùi ra sau, sợ hãi nói, ngươi. Diệp Huyên nhìn Việt quận chúa, ta cái gì? Việt quận chúa sợ hãi nói, vận mệnh của ngươi tại sao lại chưa biết? Hơn nữa, còn cắn ngược lại ta. Diệp Huyên cười nói, ta là người thiên mệnh. Việt quận chúa liên tục lắc đầu, không không. Không chỉ vì ngươi là người thiên mệnh, còn có nguyên do khác nữa. Ngươi, ngươi là người nguy hiểm, ta phải đề nghị bệ hạ giết chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, có phải ngươi điên rồi không? Việt quận chúa siết chặt hai tay, ngươi rất nguy hiểm, đế quốc cổ có thể gặp nguy, chỉ có giết được ngươi, đế quốc cổ mới có thể tránh được mối nguy này. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, có khi nào có một khả năng, là các ngươi có suy nghĩ giết chết ta, nên đế quốc cổ mới gặp nguy không? Việt quận chúa im lặng một lúc rồi nói, nếu ngươi chết rồi, đế quốc cổ sẽ không còn nguy hiểm. Sự tồn tại của ngươi, sẽ đe dọa đến đế quốc cổ. Diệp Huyên nhìn cô gái, thuật xem mệnh của ngươi là học từ Thiên Diệp sao? Thiên Diệp. Việt quận chúa nhíu chặt mày, Thiên Diệp là ai? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, Việt quận chúa, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Việt quận chúa im lặng một lúc rồi quay người rời đi, mà hướng nàng ta đi, chính là hoàng cung của đế quốc cổ. Đạo sư của nàng ta là chiêm tinh sư mạnh nhất của đế quốc cổ, cũng chính là quốc sư hiện nay của đế quốc cổ. Sau khi ra khỏi đại điện, Diệp Huyên nhìn xung quanh, hắn cảm thấy, hắn nhất định phải lập một thư viện ở nơi này. Mới đầu, hắn là muốn hợp tác với đế quốc cổ, nhưng bây giờ xem ra, chuyện hợp tác này e là không còn hy vọng rồi. Người của đế quốc cổ này, rất mạnh, ai ai cũng đều mạnh cả. Diệp Huyên rời khỏi phủ hữu tướng. Hắn quyết định đi tìm một nơi thật tốt, sau đó xây dựng thư viện. Còn về hai ngày sau. Đây là chuyện hắn nên lo lắng sao? Trên đường, Diệp Huyên đi khắp nơi khảo sát. Lúc này, Tiểu Bút bỗng lên tiếng, nghĩ cách lấy được thái sơ thư kia, sẽ giúp ích cho người rất nhiều. Diệp Huyên hỏi, thái sơ thư ở đâu? Tiểu Bút nói, chính là ở trong tòa thành này. Diệp Huyên nhíu mày, trong tòa thành này. Tiểu Bút nói, đúng vậy. Diệp Huyên nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, người biết vị trí chính xác không? Tiểu Bút nói, phía cuối bên phải. Diệp Huyên lập tức quay đầu nhìn, cuối tầm mắt là một hoàng cung to lớn. Trong hoàng cung, Diệp Huyên thấp giọng nói, có lẽ lúc đầu, sau khi đế quốc cổ tiêu diệt đạo môn, họ đã có được thái sơ thư này từ trong tay đạo môn. Tiểu Bút nói, dù sao, nếu có thể, lấy được sách này, thì thứ này giúp ích rất nhiều cho người, có thể khiến tín ngưỡng chi lực của người đạt đến một tầm cao mới. Tiểu Tháp bỗng nói, chủ nhân bút đại đạo dùng cây bút hư này viết thái sơ thư, theo lý mà nói, cây bút hư này hẳn là biết nội dung bên trong thái sơ thư chứ. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng ngây người. Đúng vậy. Dùng bút đại đạo để viết, vậy bút đại đạo không thể không biết nội dung. Lúc này, bút đại đạo bỗng nói, ta không biết nội dung. Diệp Huyên đen mặt, tại sao? Bút đại đạo thấp giọng thở dài, kiến thức thái sơ thư rất uyên bác, chủ nhân dùng cách thức đặc biệt để biên soạn, tuy ta là bút, nhưng ta chỉ có quyền viết, không có quyền hiểu. Diệp Huyên nhíu mày, người không có quyền hiểu. Bút đại đạo nói, đúng vậy, giống như người sinh con, tuy người gieo hạt, nhưng đứa con là do người sinh hay sao? Chết tiệt! Diệp Huyên lập tức chửi thề. So sánh như vậy lạc đề quá rồi. Bút đại đạo lại nói, hơn nữa, lúc đó ta cũng không hứng thú với mấy thứ này. Người nói xem, một cây bút như ta, hứng thú với công pháp làm gì chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, người còn biết gì? Những thứ hữu ích với ta. Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, tạm thời nghĩ không ra. Diệp Huyên lắc đầu, cạn lời. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, bán cây bút hư này đi. Không phải ta tự kiêu, mà có Tiểu Tháp ta ở đây rồi, hoàn toàn có thể giúp thành công thống trị.
những thứ khác cũng chỉ là dư thừa. Diệp Huyên đen mặt. Tiểu tháp lại bắt đầu chém gió rồi. Ngay lúc này, ở phía xa bỗng xuất hiện một thanh niên. Chính là đại công tử nhà Tả tướng kia, mà lúc này, thân xác hắn ta đã khôi phục, sau lưng hắn ta, ông lão áo đen kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hai tay che dưới tay áo trùng chứa đầy sức mạnh. Diệp Huyên nhìn đại công tử trước mặt, sau đó nói có chuyện. Đại công tử hung hăng nói, thì ra ngươi là tàn dư của đạo môn. Ngươi! Diệp Huyên bỗng nâng tay tát một cái. Tốc độ quá nhanh. Đại công tử vẫn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay đi, sau khi bay đi, thân xác hắn ta thoáng chốc vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Đại công tử sững sờ tại chỗ. Mà khi ông lão áo đen kia phản ứng lại kịp thì Diệp Huyên đã không thấy đâu. Chạy rồi. Ông lão áo đen ngơ người, sau đó vẻ mặt bỗng kinh sợ. Lúc trước là Diệp Huyên đánh lén, cộng thêm bất ngờ không kịp đề phòng, ông ta không nhận ra Diệp Huyên mạnh thế nào. Mà lúc này ông ta mới hiểu rõ, thực lực đối phương mạnh hơn ông ta rất, rất nhiều. Đây là một cao thủ. Lúc này, đại công tử kia bỗng giống lên, còn nhìn làm gì? Đi giết hắn đi, đi giết hắn đi, ông lão áo đen do dự, sau đó nói, công tử, người này không đơn giản, chúng ta phải tính kế lâu dài. Đại công tử tức giận nói, hắn đang sỉ nhục ta. Hắn đang sỉ nhục ta. Ông lão ác đen thấp giọng nói, chúng ta phải quay về tìm đại nhân. Đại công tử đã bị tức đến mụ người, người đi giết hắn cho ta, đi. Ông lão áo đen bỗng nói, lão phu đánh không lại, muốn đi thì ngươi tự mình đi, mẹ nó. Đồ đần độn. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Đại công tử. Đánh không lại. Lần thứ hai Diệp Huyên ra tay, ông ta đã hiểu rõ mình chắc chắn không phải đối thủ người trẻ tuổi này. Nhưng, vị đại công tử nhà Tả tướng rõ ràng không nhìn ra được điểm này. Mà ông ta lại biết rõ, ông ta không đuổi theo thiếu niên kiếm tu kia, chắc chắn đại công tử sẽ ghi hận, phải biết rằng, đại công tử này chẳng phải người lương thiện gì, quay về tộc, sau này chắc chắn ông ta sẽ không sống tốt được. Mà nếu đuổi theo thiếu niên kiếm tu kia, chắc chắn là tự tìm cái chết. Vì vậy, ông ta trực tiếp dứt khoát lựa chọn chạy trốn. Đi theo loại ăn chơi trác táng này, sớm muộn gì cũng tận mạng. Nhìn thấy ông lão trực tiếp rời đi, vị đại công tử lập tức ngây người tại chỗ. Sau đó, vẻ mặt hắn ta trở nên vô cùng hung tợn. Sau khi Diệp Huyên rời đi, hắn trực tiếp đến cổng hoàng cung, không thể nói, hoàng cung này rất khí thế, cung điện ước chừng có đến mấy vạn cung điện. Đương nhiên hắn sẽ không làm bậy. Vô biên chủ cũng không làm loạn. Đế quốc cổ này chắc chắn có điểm đặc biệt, phải lý trí chút. Nếu không, một khi không đánh được mà cứ gọi người đến, như vậy thì cớ chút buồn tẻ rồi. Ngay lúc này, một luồng thần thức mạnh mẽ bỗng từ trong hoàng cung tràn ra, sau đó bao phủ lấy hắn. Diệp Huyên nhíu mày. Bỗng nhiên, cổng đại điện hoàng cung bỗng mở ra, sau đó, một cô gái chậm chậm bước đến. Người đến chính là Việt quận chúa. Đôi mắt vẫn mù. Việt quận chúa chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, sư tôn ta cho mời. Diệp Huyên cười nói, sư tôn ngươi. Việt quận chúa gật đầu, đúng vậy, thần chiêm tinh sư của thần đế quốc cổ, cũng chính là quốc sư hiện tại cả đế quốc cổ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, ngươi dám đi vào thật. Diệp Huyên không hiểu, tại sao không dám. Việt quận chúa thấp giọng nói, ngươi không sợ chết sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, không nói đến vấn đề này. Việt quận chúa không hiểu, tại sao? Diệp Huyên cười nói, sợ bị nghi ngờ là đang giả vờ. Nói xong, hắn đi vào hoàng cung phía xa. Việt quận chúa đứng tại chỗ ngơ ngẩn. Một lúc sau, theo Việt quận chúa dẫn đường, Diệp Huyên đã đi sâu vào trong hoàng cung, sau khi đi vào hoàng cung. Ít nhất cũng có hơn trăm luồng thần thức vây quanh người hắn. Hơi thở đều rất mạnh. Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, người không căng thẳng chút nào. Diệp Huyên cười nói, ta tốt xấu gì cũng là người thiên mệnh, người có thể đừng xem thường ta vậy được không? Việt quận chúa bình tĩnh nói, đạo môn cũng bị chúng ta tiêu diệt rồi. Chủ nhân bút đại đạo đến nay không dám xuất hiện, còn người thiên mệnh mà hắn định, thứ cho ta nói thẳng,
cổ đế quốc thật sự không coi ra gì. Diệp Huyên bổ sung, ta là người thiên mệnh. Việt quận chúa nhíu mày, có khác gì sao? Diệp Huyên cười không nói. Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Lúc đi qua một tòa đại điện, Diệp Huyên bỗng như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn vào trong đại điện, nơi đó có một thái giám giả mặc áo đen đang đứng, thái giám giả dựa vào cột, hai mắt nhắm hờ. Mà lúc này, thái giám giả bỗng mở bừng mắt nhìn Diệp Huyên, vừa nhìn sang đã khiến Diệp Huyên nheo mắt lại. Nguy hiểm! Hắn giống như bị rắn độc nhắm vào vậy, cả người lạnh cực kỳ. Hắn vội sử dụng tâm pháp vũ trụ, xóa sạch cảm giác khó chịu kia đi. Lúc này, thái giám già khẽ nhíu mày. Việt quận chúa ở bên cạnh bỗng kéo góc áo Diệp Huyên rời mắt, sau đó nói, sao vậy? Việt quận chúa thấp giọng nói, người biết hắn là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, Trần Công Công, đại thái giám thân cận của bệ hạ, rất có uy. Diệp Huyên gật đầu, cảm nhận được. Việt quận chúa nói, người không sợ sao? Diệp Huyên nhìn Việt quận chúa, xin ngươi đừng có đánh giá thấp ta nữa. Có được không? Việt quận chúa bĩu môi. Diệp Huyên không hiểu, lúc trước không phải ngươi nói ta có thể tạo ra mối đe dọa cho đế quốc cổ sao? Sao bây giờ lại đánh giá thấp ta vậy? Việt quận chúa thản nhiên nói, sư phụ ta nói, ngươi không gây nguy hiểm gì cho đế quốc cổ cả, trên người ngươi có nhân quả đặc biệt, là nhân quả đặc biệt kia gây nguy hiểm cho đế quốc cổ. Nói rồi. Nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, không liên quan đến ngươi lắm. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, sư phụ ngươi đúng là một người thông minh. Việt quận chúa cười nói, đương nhiên rồi, nàng ấy là thần chiêm tinh sư duy nhất của đế quốc cổ mà. Diệp Huyên bỗng có chút hiếu kỳ, quyền lực cao nhất ở đế quốc cổ là hoàng đế, đúng chứ? Việt quận chúa gật đầu, đúng. Diệp Huyên hỏi tiếp, ngoài hoàng đế, quyền lực của ai là cao nhất? Việt quận chúa im lặng một lúc rồi nói, cái này không dễ nói. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Việt quận chúa nói, ngoài hoàng đế, quyền lực bên dưới gần như đều chia ra, ví dụ như hai vị tả, hữu tướng của hoàng đế, bọn họ dẫn dắt nội các chịu trách nhiệm việc chính trị đế quốc, về mặt văn, quyền lực của bọn cũng xem như khá lớn. Về mặt võ, đế quốc có quân cơ sử, lão đại quân cơ sử là luật thần cơ, đại nguyên soái của đế quốc chúng ta. Thống lĩnh gần 7 phần binh lực của đế quốc, quyền lực của ông ấy cũng rất đáng sợ, nhưng, ông ấy không quản việc nội chính. Ngoài ra, đế đô đế quốc còn 3 người rất có quyền, một là cổ thần đế đốc Triệu Đại Nhân, hắn phụ trách an toàn của toàn bộ đế đô, trong đế đô, bao gồm cấm vệ quân, đều nghe theo hắn. Nói rồi, nàng ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, còn có một vị là thống lĩnh kỵ binh Cổ Linh, người này khá thần bí, chỉ có bệ hạ mới biết được thân phận thật sự của hắn. Hắn thống lĩnh đội quân kỵ binh Cổ Linh tinh nhuệ nhất đế quốc. Diệp Huyên hỏi, còn một vị nữa thì sao? Việt quận chúa thấp giọng nói, Tín công chúa. Diệp Huyên nhíu mày, Tín công chúa. Việt quận chúa khẽ nhíu mày, nàng ta là người kế thừa tiếp theo của đế quốc cổ. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, người thừa kế nữ sao? Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, có chút không vui, thế nào, xem thường nữ nhân sao? Diệp Huyên vội nói, đừng, ta không có ý này. Việt quận chúa nói, Tín công chúa thật sự rất yêu nghiệt. Ngươi biết nàng ấy yêu nghiệt đến thế nào không? Hiện tại nàng ấy đã là hành giả cảnh trong truyền thuyết rồi. Diệp Huyên nhíu mày, hành giả. Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, ngươi không biết. Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Việt quận chúa quan sát Diệp Huyên, người thiên mệnh như ngươi sống sót thế nào vậy? Diệp Huyên. Việt quận chúa lạnh nhạt nói, hành giả cảnh, chính là hành giả tuế nguyệt, người như vậy có thể tiến vào thời không tuế nguyệt, ngươi từng nghe đến thời không tuế nguyệt chưa? Diệp Huyên lắc đầu, chưa. Việt quận chúa thấp giọng thở dài, người đúng là người nhà quê. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Việt quận chúa bình tĩnh nói, trên hư thời không, chính là thời không tuế nguyệt trong truyền thuyết. Người nắm giữ sức mạnh thời không tuế nguyệt, được gọi là hành giả tuế nguyệt. Cả đế quốc, cảnh giới hành giả tuế nguyệt chắc chắn không vượt quá 3 người, mà Tín công chúa chính là một trong số đó, lợi hại không? Diệp Huyên khẽ nói, ồ. Việt quận chúa nhíu mày, ngươi không thấy lợi hại sao?
Diệp Huyên nói, lợi hại. Việt quận chúa chừng nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể đừng làm cho có lệ vậy không? Diệp Huyên cạn lời, dù sao bây giờ theo hắn thấy, thiên tài có lợi hại hơn nữa, cũng không vượt qua được một bản đồ, cả thế giới bản đồ là thiên tài, đến bản đồ tiếp theo, chắc chắn cũng là một tên cùi bắp thôi. Trước mắt mà nói, ngoại trừ vô biên chủ. Đương nhiên, bản thân hắn cảm thấy vô biên chủ có thể cũng bói quẻ gì đó, nếu không, không thể kiên trì được lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bất giác gật đầu, hắn càng phát hiện ra vô biên chủ chắc chắn cũng là người bị bỏ qua. Lúc này, Việt quận chúa bỗng nói, người đang nghĩ gì? Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, nói, vị tín công chúa này của các ngươi đẹp không? Việt quận chúa thành thật nói, đương nhiên là xinh đẹp rồi. Diệp Huyên hỏi, có đẹp như ngươi không? Việt quận chúa chớp mắt, sau đó cười nói, người ta xinh đẹp hơn ta nhiều đấy. Diệp Huyên lắc đầu, ta không tin lắm. Việt quận chúa cười như không cười, người đúng là không đứng đắn. Diệp Huyên. Lúc này, Việt quận chúa bỗng dừng lại, mà lúc này, bọn họ đã ở trên tháp cao vạn trượng, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên, cả người giống như đang đặt mình vào tinh không, có thể cảm nhận được vũ trụ thần bí mênh mông. Cách đó không xa có một cô gái đang đứng. Cô gái mặc váy dài màu sao, chiếc váy dài được làm tựa như ngôi sao, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tóc nàng ta rất dài, chạm đến phần mông, rất mượt. Lúc này, cô gái bỗng từ từ quay người, khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô gái, Diệp Huyên lập tức nhíu mày. Hai mắt cô gái được che bởi một mảnh vải đen. Đương nhiên, chuyện này không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của cô gái, mà vẫn khuynh quốc khuynh thành như cũ, hơn nữa, còn có cảm giác rất đặc biệt. Cô gái hướng mặt về phía Diệp Huyên, khẽ cười, Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, cô nương tìm ta, có chuyện gì sao? Cô gái chậm rãi bước đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó cười nói, mời Diệp công tử ngồi. Diệp Huyên đương nhiên không khách khí, ngồi đối diện với cô gái, hắn nhìn cô gái, không thể không nói, cô gái này rất có khí chất, rất nho nhã, tạo cho người ta cảm giác rất dịu dàng. Cô gái bỗng nói, Diệp công tử, ta muốn gặp người sau lưng ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, người sau lưng ta. Cô gái gật đầu, ta cảm nhận được nhân quả chưa biết trên người ngươi, nhân quả này đến từ người sau lưng Diệp công tử, vì vậy, ta muốn gặp thử người sau lưng Diệp công tử, không biết Diệp công tử có thể giới thiệu gặp mặt một lát không? Diệp Huyên nhìn cô gái, sau đó nói, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái cười nói, ngươi có thể gọi ta là Cổ Chiêm Sư. Diệp Huyên cười nói, Cổ Chiêm Sư, thứ cho ta mạo muội, tại sao hai mắt ngươi lại bị như vậy? Nghe vậy, Việt quận chúa ở bên cạnh bỗng nhíu mày, có chút không vui. Mà lúc này, cô gái cười nói, đúng vậy, làm nghề như chúng ta, lúc nào cũng thăm dò thiên cơ, dò xét rất nhiều. Vì vậy, đã bị thiên đạo thiên khiển cắn ngược. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó lại nói, Cổ cô nương, xem ra ngươi vẫn chưa đủ thảm. Nghe vậy, cô gái càng nhíu chặt mày. Diệp Huyên lại nói, mắt không còn rồi. Còn muốn thăm dò tới lui, thứ cho ta nói thẳng, sống không tốt hay sao? Cứ phải muốn chết. Việt quận chúa lập tức nổi giận, đang định nói thì cô gái đã ngăn nàng ta lại. Cô gái cười nói, Diệp công tử, ngươi cho rằng, sau khi ta gặp người sau lưng ngươi, có thể sẽ chết sao? Diệp Huyên bình tĩnh nói, có thể không đơn giản như vậy. Cô gái không hiểu, là ý gì? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, có thể ta sắp đi đến bản đồ tiếp theo rồi. Giả vờ. Hắn cũng chẳng hề giả vờ. Nếu Thanh Nhi xuất hiện trước mấy người đế quốc cổ này, chỉ sợ rằng Thanh Nhi thật sự chôn hết mấy người đế quốc cổ này thôi. Chiêm tinh sư nhìn Diệp Huyên chằm chằm, một lúc sau, nàng ta khẽ cười, không thể không nói, Diệp công tử đúng là rất tự tin. Diệp Huyên bình tĩnh nói, Chiêm cô nương. Thăm dò một chuyện từ ngươi có được không? Chiêm tinh sư gật đầu, được. Diệp Huyên nói, thái sơ thư của đạo môn đang ở trong hoàng cung này sao? Chiêm tinh sư nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, có sao? Chiêm tinh sư khẽ cười, thì ra mục đích Diệp công tử đến đế quốc cổ là vì thái sơ thư, thực không dám giấu, quả thực thái sơ thư ở cố đế quốc chúng ta, hơn nữa còn đang ở trong hoàng cung.
Diệp Huyên hỏi, có thể mượn xem được không? Chiêm Tinh Sư im lặng một lúc rồi nói, nếu là ta sẽ rất ngại khi nói mấy lời này. Diệp Huyên. Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, người đúng là mặt dày thật. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, có cách nào có thể để ta thấy Thái Sơ Thư không? Chiêm Tinh Sư khẽ cười, Thái Sơ Thư trong tay Tín công chúa, người có thể tìm Tín công chúa thử xem. Diệp Huyên lập tức hỏi, Tín công chúa ở đâu? Chiêm Tinh Sư nhìn Diệp Huyên, có khả năng nàng ấy không muốn gặp ngươi đâu. Diệp Huyên nói, nàng ta sẽ gặp ta. Chiêm Tinh Sư nhìn Diệp Huyên, tựa như muốn nhìn thấu hắn vậy. Diệp Huyên cười nói, Chiêm cô nương có thể đưa ta đi gặp vị Tín công chúa này không? Còn về việc nàng ta có gặp ta hay không, thì đó là chuyện của ta. Chiêm Tinh Sư im lặng một lúc rồi đứng dậy, sau đó nói, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, nàng A đi xuống dưới. Diệp Huyên đi theo nàng ta. Trên đường, Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, Tín công chúa sẽ không gặp ngươi. Diệp Huyên cười nói, đánh cược không? Việt quận chúa cười lạnh, cược gì? Diệp Huyên nói, nếu Tín công chúa gặp ta, ngươi phải đi theo ta 3 năm, trong 3 năm này, ngươi đều phải nghe theo lời ta. Việt quận chúa trừng mắt nhìn Diệp Huyên, phù, ngươi đúng là đồ cầm thú. Diệp Huyên trợn mắt há miệng. Việt quận chúa hung hăng trừng nhìn Diệp Huyên, người đúng là tên háo sắc. Diệp Huyên đen mặt, người đang nghĩ gì vậy? Ta bảo ngươi đi theo ta 3 năm, là để ngươi giúp ta làm việc, không phải là làm loại chuyện kia. Sao ngươi lại không trong sáng vậy chứ? Đúng thật là, A-di-đà-phật, tội lỗi. Nghe vậu, sắc mặt Việt quận chúa bỗng đỏ ửng, thì ra bản thân mình hiểu sai rồi. Diệp Huyên nói, cược không? Việt quận chúa nhìn Diệp Huyên, cược, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Diệp Huyên nói, cho ngươi 1 tỷ bà sa tinh. 1 tỷ. Việt quận chúa sững sờ, sau đó nói, ngươi có 1 tỷ bà sa tinh sao? Diệp Huyên xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn. Có tiền bảo các và thương hội thiên bảo, hiện tại hắn thật sự không thiếu tiền. Việt quận chúa nhìn nhẫn chứa đồ, khi nhìn thấy 1 tỷ bà sa tinh trong nhẫn. Vẻ mặt nàng ta bỗng chốc trở nên kinh ngạc. Diệp Huyên nhìn Việt quận chúa, ngươi không phải muốn cướp chứ? Việt quận chúa nghiêm túc nói, ngươi là con tin đấy. Thân là con tin, mà ngươi lại có nhiều tiền như vậy, ta thấy ngươi nên giao ra. Diệp Huyên thản nhiên nói, ngươi đừng nói ta mấy cái này, ta chỉ hỏi ngươi cược hay không. Việt quận chúa im lặng một lúc, sau đó nhìn Chiêm Tinh Sư lắc đầu. Việt quận chúa do dự rồi nói, sư phụ, Tín công chúa không thể nào lại gặp hắn. Chiêm Tinh Sư cười nói, vậy ngươi cược với hắn. Việt quận chúa do dự một lúc, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta cược với ngươi. Diệp Huyên cười nói, được. Nói xong, 3 người đã đến biệt uyển, mà lúc này, 1 bà lão bỗng ngăn 3 người lại, bà lão thi lễ với cổ Chiêm Tinh, quốc sư đại nhân. Cổ Chiêm Tinh cười nói, Tín công chúa có ở trong viện không? Bà lão gật đầu, điện hạ đang xử lý quốc sự. Cổ Chiêm Tinh nhìn Diệp Huyên, cười nói, vị Diệp công tử này muốn gặp Tín công chúa. Bà lão nhìn Diệp Huyên, lập tức có chút khó xử, nếu là quốc sư đại nhân muốn gặp điện hạ, lão nô đương nhiên tuân theo, còn người này. Cổ Chiêm Sư khẽ cười, sau đó nhìn Diệp Huyên, rõ ràng là muốn để Diệp Huyên tự mình thể hiện rồi. Diệp Huyên đi đến trước mặt bà lão, hắn xòe tay, tháp nhỏ xuất hiện trước mặt bà lão, làm phiền các hạ đưa vật này cho Tín công chúa. Bà lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhíu mày, ta là người quốc sư dẫn đến, không nể mặt được sao? Quốc sư. Bà lão do dự, sau đó nhìn cổ Chiêm Sư cười không nói. Cuối cùng, bà lão vẫn nhận lấy tháp nhỏ, sau đó quay người đi vào trong viện. Tuy bà ta là thân tín của Tín công chúa, nhưng bà ta không dám đắc tội với cổ Chiêm Sư đại nhân này, đây là nhân vật thực quyền hàng thật giá thật của đế quốc cổ đấy. Sau khi bà lão rời đi, Diệp Huyên nhìn cổ Chiêm Sư, cười nói, đa tạ. Hắn xé lớp da hổ, mà đối phương không hề ngăn cản. Cổ Chiêm Sư cười nói, thật ra, ta cũng rất hiếu kỳ tại sao Diệp công tử lại tự tin như vậy, phải biết rằng, trong đế quốc có rất ít người có thể gặp được Tín công chúa.
Diệp Huyên khẽ cười, nàng ta sẽ gặp ta. Cổ Chiêm Sư có chút hiếu kỳ, đó là tháp gì? Diệp Huyên cười nói, chỉ là một tháp nhỏ. Cổ Chiêm Sư khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Ngay lúc này, bà lão kia bỗng đi ra, bà ta nhìn Diệp Huyên, sau đó thi lễ, công tử, điện hạ cho mời. Cho mời. Nghe vậy, vẻ mặt tươi cười của Cổ Chiêm Sư dần biến mất. Còn Việt quận chúa thì đầy vẻ kinh sợ, chuyện này. Bà lão cũng có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ cười, được thôi. Nói xong, hắn đi vào trong viện. Cổ Chiêm Sư im lặng một lúc, sau đó đi theo. Bà lão không hề ngăn cản, lập tức lùi sang bên cạnh. Diệp Huyên đi vào trong viện, hắn đến một sân viện vô cùng yên tĩnh, trong viện, có một bàn làm việc rất lớn, bàn đặt bên cạnh hồ, bên trên để đầy tấu chương. Ngồi ở trước bàn là một cô gái mặc váy dài màu trắng đơn giản, trông như đồ ngủ vậy, tóc dài tùy ý xõa phía sau, khẽ bay theo gió. Nàng ta không mang giày, đôi chân trắng như ngọc để lộ ra ngoài không chút e dè. Lúc này, cô gái bỗng dừng bút trong tay, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyên, khi cô gái quay đầu lại, Diệp Huyên tin lời Việt quận chúa rồi. Đẹp! Đây là cảm nhận duy nhất vào lúc này của Diệp Huyên. Cô gái trước mắt tựa như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết vậy, nhất đôi mắt kia, đôi mắt to tròn, lông mi cong dài, lại thêm vẻ mặt cười nhạt, đủ khiến bất kỳ một người đàn ông nào trầm mê. Tín công chúa! Cô gái bỗng cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Vừa nói xong, một cô gái mặc váy xanh lập tức mang một cái ghế đến, lúc đặt ghế trước mặt Diệp Huyên, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Lúc này, cô gái lại nói, mang ghế cho quốc sư và Việt muội muội. Cô gái váy xanh khẽ gật đầu, sau đó lại đưa lên thêm hai cái ghế. Việt quận chúa nhìn Tín công chúa, có hơi ngại ngùng. Tín công chúa bỗng cầm tháp nhỏ trên bàn lên, sau đó cười nói, Diệp công tử, tháp nhỏ này của ngươi khiến ta mở mang tầm mắt rồi. Toàn bộ bảo vật đế quốc cổ ta cộng lại, so với tháp nhỏ trước mặt này của ngươi, có thể gọi là thứ rác rưởi thôi. Nghe vậy, Cổ Chiêm Sư ở bên cạnh lập tức nhíu mày, ánh mắt nàng ta chuyển sang tháp nhỏ, nhưng căn bản không nhìn thấu. Diệp Huyên khẽ cười, Tín điện hạ quá khen rồi. Tín công chúa khẽ lắc đầu, tháp nhỏ này khiến ta lần nữa hiểu ra thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyên cười không nói. Tín công chúa nói tiếp, nếu Diệp công tử đã là người của đạo môn, vậy có nghĩa, chung quy đế quốc cổ ta đã đánh giá thấp thực lực toàn bộ đạo môn rồi. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử tìm đến ta, có lẽ là có chuyện, mời cứ nói. Diệp Huyên nghiêm túc nói, nghe nói Thái Sơ Thư nằm trong tay điện hạ, ta muốn mượn xem. Tín công chúa chớp mắt, người muốn dùng tháp nhỏ đổi lấy sao? Nếu đúng, thì hoàn toàn không vấn đề gì. Diệp Huyên đen mặt. Muội tử này sao lại giống như thổ phỉ vậy? Tín công chúa bỗng cười nói, đùa thôi. Thái Sơ Thư tuy cũng được, nhưng so với tháp nhỏ này, thực sự không đáng nhắc đến. Diệp Huyên cười nói, vậy có thể cho ta mượn xem không? Tín công chúa khẽ cười, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Huyên bình tĩnh nói thực, ta muốn mượn không thôi. Cổ Chiêm Sư và Việt quận chúa quay đầu nhìn Diệp Huyên, hai người đều sững sờ. Da mặt phải dày thế nào mới có thể nói lời vô sỉ như vậy? Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Huyên khẽ cười. Sau đó cười nói, không biết Tín công chúa có nghe nói đến vũ trụ thư chưa? Vũ trụ thư? Tín công chúa gật đầu, nghe rồi. Cũng giống như Thái Sơ Thư, đều do chủ nhân bút đại đạo viết. Nói như vậy, Diệp công tử có vũ trụ thư? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tín công chúa cười nói, ta có thể xem không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, trao đổi. Tín công chúa ngẫm nghĩ rồi nói, có thể. Diệp Huyên xòe tay, vũ trụ thư chậm rãi bay đến trước mặt Tín công chúa, Tín công chúa mở ra, một lúc sau, nàng ta khẽ nói, chủ nhân bút đại đạo là một người rất lợi hại. Nói xong, nàng ta xòe tay, một cuốn sách cổ màu đen chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Chính là Thái Sơ Thư. Diệp Huyên mở ra xem, một lúc sau, hắn khẽ nhếch miệng, hắn cất Thái Sơ Thư, sau đó đứng dậy, cười nói, Tín công chúa, ta cáo từ trước đây.
sau này gặp lại. Nói xong, hắn đang định rời đi thì lúc này, Tín công chúa bỗng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên quay người nhìn Tín công chúa cười nói, Diệp công tử, tháp của ngươi, không cần nữa sao? Tháp nhỏ. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, suýt nữa quên mất. Nói xong, hắn xòe ta, tháp nhỏ bay vào trong tay hắn. Tháp nhỏ bỗng nói, tiểu chủ, trong lòng người ta không quan trọng sao? Diệp Huyên cười ha ha. Tín công chúa bỗng nói, Diệp công tử, vừa nãy ta mới phát hiện, hình như giữa ngươi và đế quốc cổ ta có chút hiểu lầm. Nói rồi, nàng ta xòe tay, một lệnh bài màu xanh chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên, thấy lệnh bài này như thấy ta, hy vọng có thể giúp ngươi bớt chút phiền phức không cần thiết. Thấy vậy, cổ chiêm sư ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, còn Việt quận chúa thì vẻ mặt vô cùng khó tin. Diệp Huyên cũng không từ chối, nhận lấy lệnh bài. Sau đó nói, Tín công chúa, nể mặt ngươi hòa nhã như vậy, ta cho ngươi một kiến nghị, bảo người của ngươi đừng kiếm chuyện với người đến cùng ta kia nữa, nếu không đế quốc cổ có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn. Dù sao, người kia cũng rất lợi hại. Vô biên chủ. Nghe thấy lời Diệp Huyên, Tín công chúa khẽ cười, đa tạ kiến nghị của Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, gương mặt tươi cười của Tín công chúa từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng. Chiêm tinh sư thấp giọng nói, Tín điện hạ, tháp nhỏ kia. Tín công chúa khẽ nói, cấp độ vượt ngoài tầm hiểu biết hiện tại của đế quốc cổ ta. Nghe vậy, sắc mặt chiêm tinh sư lập tức thay đổi. Tín công chúa bỗng nói, người đâu? Vừa dứt lời, cô gái vừa nãy mới dọn ghế lại đi ra, điện hạ. Tín công chúa nói, truyền lệnh ta, không truy bắt người đi cùng Diệp công tử kia nữa. Cô gái khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Chiêm tinh sư thấp giọng nói, điện hạ, người này là yếu tố bất ổn nhất. Tín công chúa cười nói, quả thực là một nhân tố bất ổn nhất. Cũng chính vì như vậy, chúng ta phải đối xử với hắn càng thận trọng hơn. Nói rồi, nàng ta nhìn phía xa, khẽ nói, người nhìn thấy sự tự tin đó của hắn không? Chiêm tinh sư gật đầu, hắn gần như không hề sợ đế quốc cổ ta chút nào. Tín công chúa cười nói, nào chỉ không sợ, tháp nhỏ kia chân quý, cho dù toàn bộ thần vật của đế quốc cổ ta cộng lại cũng không bằng một góc. Mà hắn lại trực tiếp lấy ra cho ta xem, không hề lo lắng ta sẽ cướp lấy gì cả. Chiêm tinh sư im lặng. Tín công chúa lại nói, vài năm nay, đế quốc cổ chúng ta đã quen vô địch rồi. Rất nhiều người đều đi rồi. Chiêm tinh sư nhìn Tín công chúa, không nói gì. Nàng ta biết, Tín công chúa là đang nói đến hữu tướng đại nhân kia. Tín công chúa bỗng nói, nghe nói lúc trước Diệp công tử này đã đánh đại công tử nhà Tả tướng một trận. Chiêm tinh sư gật đầu, đúng vậy. Tín công chúa nói, quốc sư đại nhân có thể thay ta chạy đến một chuyến. Chiêm tinh sư nhìn Tín công chúa khẽ cười, giúp ta đánh vị đại công tử kia một trận. Nhớ rõ, thẳng tay đánh chết. Chiêm tinh sư do dự rồi nói, không nể mặt Tả tướng sao? Tín công chúa nhìn chiêm tinh sư, người nghĩ ta đang khi dễ Tả tướng sao? Không, ta đang cứu hắn và gia tộc hắn. Chiêm tinh sư ngây người, sau đó gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Việt quận chúa đang định đứng dậy rời đi, thì lúc này Tín công chúa bỗng nói, Việt nha đầu. Việt quận chúa vội nói, điện hạ. Tín công chúa cười nói, theo bối phận mà nói, ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ. Việt quận chúa ngây người. Tín công chúa cười nói, sau này cứ gọi thẳng ta tỷ tỷ là được. Ngươi và ta đều có cùng huyết mạch. Việt quận chúa do dự rồi nói, tỷ tỷ. Đừng coi thường tiếng gọi tỷ tỷ này, như vậy đã khiến địa vị nàng ta ở đế quốc cổ cao gấp mấy lần. Tín công chúa cười nói. Lúc trước ngươi với Diệp công tử đã đánh cược, đúng chứ? Việt quận chúa cười khổ, đúng vậy. Tín công chúa chậm rãi bước đến bên cạnh Việt quận chúa, cười nói, đi theo hắn, hắn bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm vậy, đây là phần cơ duyên của bản thân ngươi, có thể nắm chắc hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Việt quận chúa đứng tại chỗ ngây người. Hiện tại sao nàng ta không hiểu được chứ? Diệp công tử kia chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại,
Phải biết rằng, cả đế quốc cổ này, người có thể khiến Tín công chúa coi trọng như vậy, có rất rất ít. Chiêm Tinh sư sau khi rời khỏi hoàng cung, đã đến thẳng phủ tả tướng. Quốc sư đích thân đến, tả tướng đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức đích thân ra nghênh đón. Tả tướng và hữu tướng không giống nhau, tả tướng là một ông lão, ông ta nhanh bước đến trước mặt Chiêm Tinh sư, cười nói, quốc sư đại nhân. Chiêm Tinh sư bình tĩnh nói, quý công tử có ở đây không? Tả tướng bỗng ngây người, sau đó nói, có, quốc sư tìm nó có chuyện. Chiêm Tinh sư gật đầu, bảo hắn đến gặp ta. Tả tướng do dự rồi nói, dẫn đại công tử đến. Một ông lão lùi xuống. Rất nhanh sau đó, đại công tử đã đi đến, lúc này, thân xác hắn ta đã khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn rất u ám. Đại công tử thi lễ với Chiêm Tinh sư, quốc sư. Người đến làm chủ cho ta sao? Nghe vậy, hắn ta bỗng trở nên kích động, con tin kia ba lần hai lượt khi dễ ta, hắn căn bản không xem đế quốc của chúng ta ra gì, hắn. Chiêm Tinh sư bỗng vung tay áo, một vùng tinh quang chợt bùng lên. Ầm. Đại công tử còn chưa dứt lời, cơ thể đã trực tiếp biến thành hư vô. Mọi người trong sân đều sững sờ. Xung quanh, vô số hơi thở mạnh mẽ đều khóa chặt Chiêm Tinh sư. Tả tướng nhìn Chiêm Tinh sư chằm chằm, quốc sư. Chiêm Tinh sư bình tĩnh nói, đây là lệnh của điện hạ. Nghe vậy, tả tướng ngây người. Chiêm Tinh sư nhìn tả tướng đại nhân, sinh lại một đứa khác đi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Lúc này, tả tướng bỗng nói, là do con tin kia sao? Chiêm Tinh sư khẽ gật đầu, hôm nay hắn đã gặp điện hạ rồi. Tả tướng đại nhân, chết một người, bảo vệ cả tộc, người được lợi rồi. Nói xong, nàng ta biến mất nơi xa. Tả tửng đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi, qua một lúc lâu. Ông ta nặng nề thở dài, quay người rời đi. Báo thù, đừng nghĩ nữa, nhưng hễ có suy nghĩ này, gia tộc ông ta sẽ biến mất khỏi thế gian này. Đó là Tín điện hạ đấy. Đây là người nắm quyền tương lai của đế quốc cổ, hoặc nên nói là, hiện tại chính là nàng ta rồi, bởi vì hoàng đế bây giờ thường bế quan một thời gian dài, chuyện của đế quốc căn bản đều do Tín điện hạ xử lý. Tuy ông ta là tả tướng, nhưng ở trước mặt Tín điện hạ, cũng chỉ là một thần tử. Tìm con tin kiếm tu kia báo thù. Cũng đừng mơ tưởng. Người có thể khiến Tín điện hạ coi trọng, cũng không phải là người mà gia tộc ông ta có thể kiếm chuyện. Nếu gia tộc tả tướng không muốn bị tiêu diệt, thì chỉ có thể chịu thiệt lần này vậy. Diệp Huyên rời khỏi hoàng cung, hắn vốn muốn tiến vào tinh không, nhưng lại bị ngăn cản. Tinh không trên đế quốc cổ, cấm bất kỳ ai bước vào. Chuyện này, lần đầu Diệp Huyên gặp phải. Đương nhiên, hắn cũng không làm lớn chuyện, mà tìm một tửu lâu trong thành nghỉ ngơi, sau đó đi vào trong tháp nhỏ. Thái Sơ Thư. Như lời tháp nhỏ nói, Thái Sơ Thư này chính là công pháp tu luyện nhắm vào tín ngưỡng chi lực. Có thể cường hóa tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hắn trực tiếp vận dụng tâm pháp Thái Sơ, ngay sau đó. Vô số kiếm ý nhân gian bỗng chốc tuôn ra từ thân thể hắn, kiếm ý nhân gian này sau khi thoát ra thì lại quay về trong thân thể hắn, rồi lại thoát ra. Loại bỏ. Một tác dụng quan trọng của tâm pháp Thái Sơ này chính là loại bỏ tín ngưỡng chi lực có tạp chất, khiến tín ngưỡng chi lực trở nên tinh khiết hơn. Tín ngưỡng chi lực quá nhiều, có những tín ngưỡng chi lực không tinh khiết như vậy, tác dụng của tâm pháp Thái Sơ chính là loại bỏ những tín ngưỡng chi lực không tinh khiết này. Tín ngưỡng chi lực, chính là kiếm ý của hắn, mà tác dụng của tâm pháp Thái Sơ này là nâng cao uy lực của kiếm ý trên diện rộng. Diệp Huyên điên cuồng sử dụng tâm pháp Thái Sơ, dưới sự hoạt động của tâm pháp Thái Sơ, lúc này kiếm ý toàn thân hắn cũng xảy ra biến hóa. Tâm pháp Thái Sơ này giống như một mạng lưới vậy, đãi vàng trong cát, loại bỏ tín ngưỡng chi lực không tinh khiết, sau đó lại cường hóa tín ngưỡng chi lực. Tâm pháp này đối với người bình thường không có tác dụng quá nhiều, nhưng đối với người tu luyện tín ngưỡng chi lực mà nói, thì có tác dụng rất rất lớn. Trong tháp nhỏ, thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện tâm pháp Thái Sơ. Tâm pháp Thái Sơ chia thành 3 cấp, cấp thứ nhất tín ngưỡng chi lực là màu trắng, cấp thứ hai tín ngưỡng chi lực là màu vàng, cấp thứ ba tín ngưỡng chi lực không có bất kỳ màu sắc nào.
tu luyện đến cấp thứ ba, tín ngưỡng chi lực đều sẽ biến chất. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, dần dần, kiếm ý của Diệp Huyên đạt đến cấp thứ nhất, kiếm ý nhân gian biến thành màu trắng, mà lúc này, uy lực kiếm ý của hắn so với lúc trước mạnh hơn ít nhất 5 lần. Nhưng Diệp Huyên vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục tu luyện. Dù sao tu luyện trong tháp nhỏ, hắn cũng không quan tâm đến thời gian. Trong hoàng cung, Tín công chúa đang xử lý công vụ bỗng khựng lại, nàng ta nhìn trước mặt, nơi đó bỗng xuất hiện một người áo đen. Người áo đen quỳ một gối, điện hạ. Tín công chúa khẽ gật đầu, nói đi. Người áo đen trầm giọng nói, hắn đến từ vũ trụ Quan Huyên, là viện trưởng của thư viện Quan Huyên, đồng thời, cũng là người phụ trách của đạo môn bên đó. Không lâu trước đó, hắn từng đến thiên bộ giới, hắn lập một thư viện ở thiên bộ giới, mà bây giờ, thư viện kia đã là thế lực mạnh nhất của thiên bộ giới rồi, các đại cổ thần của thiên bộ giới đều thần phục hắn. Sau khi đến cổ vũ trụ, hắn và vị cao thủ thần bí kia tiến đến đạo môn, bọn họ thăm dò năm đó đạo môn đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, vị cao thủ thần bí kia đã rời đi, Diệp công tử này thì đến đế quốc cổ chúng ta. Tín công chúa đặt bút trong ta xuống, nàng ta im lặng một lúc rồi hỏi, vũ trụ Quan Huyên, thư viện Quan Huyên. Người áo đen gật đầu, hình thứ thư viện của bọn họ, chính là cứu Phật lý, dưới quyền thư viện Quan Huyên, ai ai cũng đều tuân theo. Nói xong, hắn ta lấy ra một cuốn sổ đưa đến trước mặt Tín công chúa, điện hạ xem sẽ biết. Tín công chúa mở ra, xem một lúc, nàng ta khẽ nói, thú vị. Hắn làm như vậy, đồng nghĩa khiêu chiến với trật tự cả vũ trụ cổ xưa. Thú vị nhất là, hắn muốn tạo ra một trật tự mới hoàn toàn, mà trật tự mới này hoàn toàn khác với trật tự mà chủ nhân bút đại đạo tạo ra. Nhưng, chủ nhân bút đại đạo không những không nhắm vào hắn, trái lại còn đưa đạo ấn cho hắn, không bình thường lắm. Nói xong, nàng ta đặt quyển sổ lên bàn trước mặt. Sau đó lại nói, người lui xuống đi. Người áo đen kính cẩn thi lễ, lẳng lặng lui xuống. Tín công chúa đứng dậy đi đến bên hồ, nhìn đàn cá bơi trong hồ, nàng ta khẽ nói, kiếm chủ nhân gian, một trật tự hoàn toàn mới, đây là muốn thay đổi cả vũ trụ mà. Ngay lúc này, một bà lão bỗng đi đến, bà lão khẽ thi lễ, điện hạ, vị bên Tân Nguyệt giáo đến rồi. Tân Nguyệt giáo. Tín công chúa gật đầu, xem ra, chuyện đã có tiến triển rồi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Trong tháp nhỏ, lúc này kiếm ý quanh người Diệp Huyên dần dần mất màu, khoảng cách đến cấp thứ ba, chỉ còn một chút. Mà lúc này, hơi thở kiếm ý hắn tỏa ra, đã có thể chấn động cả thời không thần bí trong tháp nhỏ này rồi. Trong tiểu tháp, thời không gợn sóng lên từng đợt giống nước, cùng lúc đó, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên tựa như nước thẩm thấu vào trong thời không thần bí. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt. Đột nhiên, vô số kiếm ý đổ về lại trong cơ thể hắn. Thời không xung quanh sau một trận rung chuyển kịch liệt lập tức khôi phục bình thường. Diệp Huyên hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười, mở lòng bàn tay ra, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy thanh ý kiếm trong tay. Nụ cười trên khóe miệng của Diệp Huyên dần dần rộng ra. Chất lượng của kiếm ý này mạnh hơn so với trước rất nhiều, có thể nói, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không thể không nói, tâm pháp thái sơ này đã làm kiếm ý của hắn tăng lên rất nhiều. Sự tăng lên này là vô cùng lớn. Nếu bây giờ để hắn đánh với cổ thần lúc trước, hắn chỉ dựa vào kiếm này là đã đủ đánh thắng đối phương một cách dễ dàng. Như lời thượng cổ thần nói, mấy vị cổ thần đặt ở cổ vực này, thật ra cũng không yếu, đương nhiên, không thể so với những cường giả đỉnh cấp nhất của cổ vực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên đột nhiên tiến vào hư thời không. Sau khi tiến vào hư thời không, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, mật độ thời không trong hư thời không này đã không thể gây đe dọa đến hắn. Diệp Huyên bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, trong phút chốc, toàn bộ thời không nơi đây bắt đầu bị gấp từng tầng một. Gấp hư thời không. Dần dần, thời không nơi đây bị gấp thành một đường hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên đột nhiên nâng tay chém một kiếm ra. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Trong nháy mắt, những nơi kiếm quang đi qua, hư thời không chưa bị gấp ở cuối tầm mắt lập tức vỡ tan từng tầng một. Trong chớp mắt, một vết nứt theo ánh mắt Diệp Huyên biến mất ở cuối tầm mắt. Cùng lúc đó,
cả hư thời không lập tức sôi trào lên. Diệp Huyên hít sâu một hơi, từ từ nhắm hai mắt lại. Không thể không nói, hắn bắt đầu thấy khâm phục chủ nhân bút đại đạo rồi. Bất kể là tâm pháp vũ trụ, hay là tâm pháp thái sơ này, thật sự đều vô cùng nghịch thiên. Có thể nhìn ra, vị chủ nhân bút đại đạo này từng thật sự muốn tạo ra một trật tự ổn định trên toàn vũ trụ. Đáng tiếc, sau này không biết vì nguyên nhân gì, đối phương hình như đã từ bỏ. Diệp Huyên lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn rời khỏi tiểu tháp, hiện tại hắn chỉ muốn tìm người giao đấu, Tín công chúa kia là một lựa chọn không tồi, bởi vì đối phương cho hắn một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trực giác nói cho hắn, đối phương có thể sẽ không đánh với hắn. Tìm Vô Biên. Có thể không đánh lại được. Nghĩ đến Vô Biên, hắn quyết định đi tìm Vô Biên, lúc trước người này vừa biến mất liền không có tin tức, có chút không bình thường, không chừng đang ngầm giở trò xấu gì đây. Vừa rời khỏi tiểu tháp, một bà lão xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, hắn từng gặp qua người này, chính là bà lão ở trước cửa Tín công chúa trong hoàng cung. Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử, điện hạ cho mời. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, mời ta. Bà lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì, bà lão lắc đầu ta không biết. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, được, hắn vẫn quyết định đi gặp Tín công chúa, nếu hắn muốn mở thư viện ở đế quốc cổ này, thì phải được Tín công chúa gật đầu mới được. Không thể không nói, muốn thư viện ở đây, không phải chuyện khó bình thường, bởi vì bản thân đế quốc cổ đã là một đế quốc mạnh, nhất định là sẽ không dễ dàng để cho một thế lực khác tiến vào uy hiếp bọn họ. Đương nhiên, hắn vẫn muốn thử xem. Hắn hiện tại, sau khi đã có tâm pháp sơ tâm, xem như đã hoàn toàn nếm được vị ngọt của tín ngưỡng chi lực. Một lát sau, Diệp Huyên theo bà lão vào trong hoàng cung, khi nhìn thấy Tín công chúa, Diệp Huyên phát hiện, hôm nay nàng ta đã đổi sang một bộ váy dài màu mây, phía trên váy được tô điểm vô số cánh hoa như rơi theo gió, mà ở eo nàng ta có thắt một đai lưng màu đỏ, dưới đai lưng, thân hình mảnh khảnh uyển chuyển càng được lộ rõ. Đứng bên cạnh Tín công chúa cách đó không xa còn có một người đàn ông. Người đàn ông mặc chiếc áo thêu hoa, thân thể thẳng tắp, bên hông đeo một thanh kiếm. Kiếm tu. Tín công chúa nhìn thấy Diệp Huyên đến, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, Tín công chúa tìm ta có chuyện gì sao? Tín công chúa cười nói, tốc độ. Nói xong, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó cười nói, giới thiệu với Diệp công tử, vị bên cạnh đây là Trần công tử của Tân Nguyệt giáo. Diệp Huyên nhìn về phía Trần công tử, cười nói, hân hạnh được gặp. Trần công tử khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyên cũng không để tâm, hắn nhìn về phía Tín công chúa cười nói, là như vậy, lúc trước Tân Nguyệt giáo và đế quốc cổ của ta đã phát hiện một di tích, qua điều tra, di tích kia hẳn là thời đại Mạt Pháp trong truyền thuyết. Diệp Huyên nhíu mày, Mạt Pháp thành. Tín công chúa cười nói, Diệp công tử mới đến. Có lẽ chưa nghe nói về Mạt Pháp Thành, để ta giải thích cho ngươi một chút. Thời đại Mạt Pháp này cách bây giờ đã gần 300 triệu năm, lúc đó, thời đại Mạt Pháp này cực kỳ huy hoàng, nhưng về sau lại không biết nguyên nhân gì, nền văn minh thời đại này biến mất trong một đêm. Mà thời gian chỉ có số ít tài liệu lịch sử ghi chép vụn vặt về thời đại này. Mà sở dĩ chúng ta cho rằng đây là một thời đại vô cùng huy hoàng, là bởi vì trong thời không tuế nguyệt, chúng ta đã phát hiện hình ảnh còn sót lại của thời đại Mạt Pháp. Vì thế, kể từ đó, đế quốc cổ và Tân Nguyệt giáo vẫn luôn tìm kiếm nền văn minh từng mất đi này. Mà hiện tại, đã tìm được rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô là muốn ta đi cùng các cô. Tín công chúa cười nói, đúng vậy, không biết Diệp công tử có hứng thú không? Diệp Huyên cười nói, nếu là Tín công chúa mời, ta sao có thể từ chối? Tín công chúa mỉm cười, Diệp công tử có được đạo ấn trong truyền thuyết, có sự gia nhập của cậu. Có lẽ có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều thuận lợi. Đạo ấn. Nghe thấy những lời Tín công chúa nói, Trần công tử ở bên cạnh đột nhiên lại nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là người của đạo môn. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Trần công tử nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi hẳn là biết ân oán giữa Tân Nguyệt giáo và đế quốc cổ với đạo môn. Diệp Huyên cười nói, đã nghe qua. Trần công tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đối với việc này, ngươi có ý kiến gì không? Đây là khiêu khích.
Diệp Huyên cười nói, ý kiến của ta chính là, khi các người đánh nhau với đạo môn không có gặp được ta. Hứ! Trần công tử cười khẽ, như thế nào, nếu như gặp được ngươi, kết quả sẽ khác. Diệp Huyên nhìn thẳng vào Trần công tử, nếu ngươi đã có ý thù địch với ta như vậy, sao chúng ta không giao đấu một chút? Ta cảm thấy, đàn ông không nên nói mấy điều sáo rỗng nhiều như vậy, nếu hai bên đã ghét nhau, đấu tay đôi là xong. Đấu tay đôi là xong. Trần công tử gật đầu, như ngươi mong muốn. Tín công chúa đột nhiên nói, vậy đổi chỗ khác đi. Nói xong, nàng ta nhìn hai người một cái, cười nói, ta sẽ không khuyên hai người các ngươi nữa. Khuyên. Nàng ta hiểu rất rõ, hai người đàn ông không ưa nhau, chỉ có đánh một trận mới có thể giải quyết mâu thuẫn, nếu không, mâu thuẫn này ẩn giấu đi, sau này sẽ chỉ trở thành mâu thuẫn càng lớn hơn. Hơn nữa, khuyên. Giúp ai? Giúp ai cũng đều không tốt. Bởi vậy, nàng ta quyết định, ai thắng liền giúp người đó. Thế giới này, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Dưới sự dẫn đường của Tín công chúa, hai người đi đến một thời không chưa biết tên. Tín công chúa nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, đây là một thời không yên ắng, hai vị có thể tùy ý giao đấu. Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, là đến điểm thì dừng, hay là... Trần công tử bình tĩnh nói, đến điểm thì dừng thật chẳng thú vị, đương nhiên là phân sống chết thú vị hơn. So sánh có ý tứ, Diệp công tử, người nói xem. Diệp Huyên cười nói, nghe ngươi. Tay phải Trần công tử đột nhiên đặt lên kiếm bên hông, hắn ta từ từ nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, thời không nơi đây tựa như sóng chiều chấn động ra bốn phía. Kiếm thế. Cùng với kiếm thế này xuất hiện, một cảm giác áp bức vô hình nhất thời thổi quét về phía Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh. Đứng tại chỗ, không lùi một bước, khi kiếm thế kia đến gần hắn, hắn phất tay áo, một sợi kiếm ý nhân gian đột nhiên bay ra. Kiếm thế kia ầm ầm vỡ tan. Tín công chúa ở một bên nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, Trần công tử đột nhiên mở mắt, ngay sau đó, hắn ta xông lên phía trước, một kiếm khí khủng bố đột nhiên chém giết đến trước mặt Diệp Huyên. Cùng lúc đó, thời không xung quanh lập tức hóa thành cho tàn tại một khắc này. Nhưng mà, Diệp Huyên lại không trốn không tránh, để mặc một kiếm kia đâm vào trong hắn. Thân thể Diệp Huyên rung lên kịch liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 255.